Rồi ok Mọi người nhìn vào màn hình không Mọi người nhìn vào màn hình Mọi người comment số một cho Hiếu biết Nhìn được đúng không Ok Thấy một bạn nhìn được thì Chắc là nhìn được hết rồi Ok nhá Rồi Thế thì trong cái buổi ngày hôm nay Thì như Hiếu đã có bảo chức Mọi người ở trong cái Trong cái tin nhắn của nhóm Zalo Chia sẻ kiến thức hàng ngày rồi Thì đây là cái khung chính Mà Hiếu chia sẻ cho mọi người Cái nội dung của buổi ngày hôm nay Thứ nhất là mình sẽ chỉ cho mọi người biết được là cái content marketing là gì Thứ hai đó chính là vai trò của content marketing Để cho mọi người có thể, mọi người uh, Mình nghĩ từ này chắc là có thể mọi người cũng chưa hình dung được hết ý nghĩa của nó đâu Thế nên là hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ lại cho các bạn Để các bạn có thể nắm được và hiểu nó một cách gọi là uh, bản chất nhất Thì như vậy chúng ta mới uh, học nó mới hiệu quả Và khi đó chúng ta mới làm nó mới hiệu quả được Rồi sau đó thì mình chia sẻ cho các bạn những cái tư duy về content marketing tức là thật ra ấy thì nói về content marketing ấy thì khi mà chúng ta nghe đến từ content marketing thì mới đầu chúng ta hay cứ nghĩ là content marketing là viết bài gì đó thì thật ra cái tư duy về content marketing nó sẽ rộng hơn như vậy rất là nhiều thế thì rộng hơn như thế nào thì tí nữa thì trong cái uh, nội dung chính thì chúng ta sẽ đi đến thì hiểu cái giải thích cho mọi người nhá rồi Tiếp đến đó chính là tối ưu phần content marketing, thì đầu tiên thì Hiếu sẽ có hai cái kiến thức chia sẻ cho mọi người trong buổi ngày hôm nay. Thứ nhất là tối ưu ở bài viết, tức là bài viết của chúng ta làm sao để hiệu quả nhất, tức là chúng ta sẽ gọi là chúng ta uh, có cái sự hiệu quả ngay khi mà chúng ta viết bài ấy. Và thứ hai đó chính là cái logic về cái lưu lượng truy cập hoặc là logic về cái sự liên kết giữa các bài viết với nhau, thì đấy chính là cái buổi của ngày hôm nay là sẽ xoay quanh bốn những kiến thức này chúng ta chia sẻ xong sớm thì chúng ta sẽ hỏi đáp mà chúng ta chia sẻ xong muộn thì chúng ta sẽ xong lúc nào thì chúng ta nghỉ lúc đấy nhá ok mọi người rồi mọi người sẵn sàng chưa mọi người sẵn sàng mọi người comment số 1 cái cho nó khí thế các thứ đi nhá cho nó sẵn sàng mọi người sẵn sàng comment số 1 cái cho nó khí thế vận động chân tay các thứ đi cho nó cho nó linh hoạt đi rồi bây giờ tranh thủ mọi người lôi giấy bút ra các thứ ghi chép nhá mọi người học đến đâu mọi người ghi chép đến đấy thì như vậy nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều và đây cũng là một phương pháp mà mình cũng mình uh... không biết các bạn có ghi chép nhiều không chứ hiếu cũng ghi chép nhiều lắm mình ghi chép hàng ngày và liên tục luôn đấy rồi nhiều số 1 này trong khí thế hẳn rồi đấy hôm nay uh... không biết là có bạn nam nào trong này không tại vì hôm nay đang đá bóng vừa mấy bạn ở trong team hinu mình bảo là sao hôm nay đá bóng mà vẫn dậy <laughs> thế mình cũng bảo là có lịch rồi thì phải chiến thôi ở ờ, thường thường các cái buổi khóa trước ấy thì thường thường là mình sẽ cố gắng xếp lịch tránh những cái thời gian và nó vào những cái uh, đợt uh, lễ hội hoặc bóng đá gì đó nhưng mà hôm nay thì nó uh, lỡ, lỡ rồi thôi mình cứ bắt đầu với cả chúng ta học kiến thức mình nghĩ là kiến thức nó sẽ quan trọng hơn nhiều giải trí thì chúng ta phải xem lại cũng được mà ok rồi thế thì không lòng vòng nữa chúng ta sẽ cùng vào với cái nội dung chính của ngày hôm nay đầu tiên thì mình sẽ đi cho mọi người rồi ờ, ok không vài bại về muộn rồi thế thì đầu tiên Ờ mất màn hình à Ok ok để anh kiểm tra lại Rồi mọi người xem được chưa Xem được rồi đúng không Ok ok thank you em nhá Đó thi thoảng mọi người thấy mình uh, Hơi ngố uh, ngố tí mọi người nhắc mình nhá Mình uh, cứ họp Ngày họp cái đêm mình ra là Cũng hay ngáo ngơ lắm mọi người ạ Không có thông minh như mọi người nghĩ đâu Rồi Check lại Ok đúng không? Vẫn vẫn còn màn hình đúng không? Ok. Rồi Thế thì ở trong cái buổi ngày hôm nay ấy thì Ôi uh... oh, lòng vòng quá mọi người ạ. Rồi chúng ta sẽ vào một nội dung chính thứ nhất. Đó chính là Content Marketing Rồi content marketing. Rồi, trong cái content marketing này á để cho chúng ta sẽ dễ ra được vấn đề hơn thì hiếu sẽ chia thành hai cái nội dung chính và đây cũng chính là hai khái niệm mà chúng ta sẽ cần phải nắm được. Thứ nhất, đó chính là content. Và thứ hai, đó chính là content marketing. Rồi, thế thì uh, bản chất của cái từ content marketing này ấy, thì chúng ta sẽ tách ra thành hai phía phía thứ nhất là phía content thì đây cũng chính là cái đầu mục mà chúng ta sẽ cùng phân tích content ở đây ấy, thì chúng ta nó là một từ tiếng anh mà từ tiếng anh này thì dịch theo nghĩa tiếng việt chúng ta chúng ta dễ hình dung và dễ tưởng tượng hơn nó là nội dung rồi thế thì uh, rất nhiều bạn khi mà mới vào nghề hoặc là mới vào làm content marketing ấy thì mọi người có những cái câu sai cơ bản rất là buồn cười mà mọi người sẽ cần phải chú ý ví dụ như là những cái bạn nhân viên ngày trước bạn làm cho mình ấy bạn ấy dùng cái câu đó chính là anh em đang làm nội dung cho content mọi người hình dung em đang làm nội dung cho content tức là em đang làm nội dung cho nội dung đó thì mọi người đây là những cái lỗi mà cái lỗi mà mọi người sẽ cần phải cực kỳ chú ý tại vì bản chất là gì content đó là nội dung mà thế nên là chúng ta dùng cái từ như vậy nó sẽ nó sẽ không thể hiện được sự chuyên nghiệp và thứ hai nữa là nó nó toát lên một sự đó chính là chúng ta là một người không có hiểu gì về 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 cái chủ đề mà chúng ta đang làm luôn ấy thì như vậy nó sẽ rất là mất giá trị có thể là chúng ta vẫn làm được việc ấy thế nhưng mà những cái yếu tố đấy nói chung là chúng ta không lên mắc phải rồi thế thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phân tích cái từ nội dung mà trước để phân tích cái từ content này chúng ta sẽ phân tích một từ nội dung rồi thì cái nội dung ở đây á thì uh, uh, mình sẽ lấy cho các bạn cái ví dụ đi khái niệm thì không cần phải không phải bàn tới là chúng ta sẽ khái niệm đi. À, chúng ta lấy ví dụ đi thì cái nội dung ở đây á thì các bạn sẽ hiểu đơn giản như sau là khi mà chúng ta ví dụ như bây giờ các bạn đang, đang 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 ngồi ở trong cái phòng các bạn đi mình chưa nói cái gì sâu xa cả thì các bạn đang ngồi trong cái phòng các bạn có thể là có bạn đang nằm trên giường học có, có bạn thì đang ngồi ở bàn có bạn thì đang ngồi uh, ở ghế sofa hoặc có bạn thì đang đứng ở đâu đó vừa học vừa làm một công việc gì đó kiểu dạng như vậy thì tức là gì tức là mỗi một bạn ấy thì sẽ đang đứng ở trong một cái quang cảnh một cái không gian và một bối cảnh khác nhau thì tức là gì tức đấy sẽ là nội dung của nội dung của căn phòng các bạn đấy chính là gì đấy chính là nội dung của phòng các bạn hoặc là chỗ các bạn đứng đó thì đấy chính là gì? Đấy chính là nội dung Thì cái nội dung ở đây là gì? À nội dung đây có rất nhiều Các cái ví dụ để cho mình, cho các bạn dễ hình dung Nội dung của các bạn, phòng các bạn đang ngồi này Nội dung của Rồi, cái này viết tắt đi Nội dung của quán cà phê này, ví dụ vậy Rồi, nội dung của một cái uh, uh, Cửa hàng tạp hóa Cửa hàng Tạp hóa này Rồi Nội dung của một cái uh, Chỗ trung tâm spa này Vân vân Thế thì cái nội dung ở đây á, nó chính là gì? Nó chính là nó thể hiện ra những cái bối cảnh, những cái không gian Những cái mà đang xoay quanh, xung quanh các bạn Thì nội dung ở đây đã bao gồm rất nhiều thứ Nó có thể là gì? Nó có thể là À, nó có thể là âm thanh, nó có thể là cảm Nó có thể là gọi là mùi hương Hoặc là nó có thể là những cái cảm giác, cái xúc giác Cái xúc giác các bạn cảm nhận được Tức là gì? Tức là những cái giác quan của các bạn có thể cảm nhận được Thì đó chính là gì? Đó chính là những cái nội dung đấy kiểu dạng như vậy thế thì ở nội dung ở đây chính là gì nội dung của phòng các bạn là sao nó có bừa bộn không nó có ngăn lắp không nó có đẹp không không gian của nó trông nó có học có hiệu quả không hay làm việc có hiệu quả không hoặc nội dung quán cà phê tức là khi các bạn nhìn thấy một cái view quán cà phê các bạn cảm thấy là quán cà phê đấy view nó có đẹp không nó nó vào nó có hấp dẫn không, nó có kiểu dạng như là nhìn ra ngoài đường hoặc là nhìn ra xung quanh cái nội dung của quán cà phê đấy nó có thực sự là đáng tiền để các bạn vào không ví dụ như vậy. Hoặc là nội dung của một hàng cửa hàng tạp hóa, tức là khi người ta bài trí những cái các cái gian hàng ấy, ví dụ như là bạn đi vào cái cửa hàng tạp hóa đấy thì bạn sẽ nhìn thấy cái gian hàng nào trước, bạn sẽ nhìn thấy cái quầy thanh toán hay là bạn sẽ nhìn thấy những cái liên quan đến gói bim bim hay là nhìn thấy những cái liên quan đến những tranh nước rồi đi vào trong liên quan đến những cái ví dụ như là những cái văn phòng phẩm ví dụ như vậy thì tại sao người ta bố trí như vậy thì đó chính là gì đó chính là nội dung người ta bố trí như vậy là có lý do của người ta tức là người ta sẽ biết được là hành vi chúng ta thường mua nhanh những cái yếu tố gì mà chúng ta lười đi vào trong bởi vì sao thì khi đó người ta sẽ set up ra những cái nội dung mà chúng ta dễ mua chúng ta nhìn thấy chúng ta dễ ra quyết định mua hàng để người ta sẽ lắp ra ngoài đầu để các bạn nhìn thấy nó có một sự hấp dẫn và các bạn sẽ dễ dàng để kéo các bạn vào cửa hàng của người ta thế khi vào cửa hàng người ta thì bắt đầu là có thể là sẽ có thêm những cái nội dung khác thì đó chính là gì đó chính là cái cách bài trí bố trí của cái nội dung của, ta, của nội dung của một cái cửa hàng tạm hóa thế nên là khi mà chúng ta làm một cửa hàng tạp hóa thì ok chúng ta làm theo bản năng tức là chúng ta sẽ lên khung rồi chúng ta bố trí các kệ hàng thì đấy chính là gì đây chúng ta làm theo một sự bản năng theo một cái sự gọi là uh, phát sinh tức là chúng ta thích như thế nào và chúng ta cảm thấy vừa mắt thì chúng ta bài trí nó kiểu dạng như vậy thế nhưng mà nếu mà khi mà sao khi mà các bạn học về marketing á, thì ok cái cửa hàng tạp hóa thì nó bé tẹo vậy chúng ta tối ưu nó không có gì tối ưu cả thế nhưng mà sao từ cái này á, bắt đầu bạn các bạn sẽ up cho những cái siêu thị này các bạn hình dung không các bạn sẽ áp cho những cái siêu thị hoặc là đặc không những vậy các bạn sẽ áp cho những cái trung tâm thương mại. Không biết ở đây có những bạn nào mà đã từng làm tổ chức những cái dự án trung tâm thương mại chưa? Mình cũng là một trong những cái người mà tham gia rất nhiều các hội trợ việc build rất lớn ở trên nước và không những vậy thì mình cũng đã từng tham gia rất nhiều những cái ban ban quản lý ban tổ chức cho những cái hội trợ lớn. Thì khi đó là sao? À cái bài trị cái, cái 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 nội dung cho cái siêu thị này rồi cho cái trung tâm thương mại này, trung tâm thương mại này. Ví dụ như vậy rồi chỗ để ô tô ở đâu, chỗ đi xe máy, chỗ để xe máy ở đâu rồi đi vào trung tâm thương mại thì người ta sẽ nhìn thấy những gian hàng nào trước, ví dụ như vậy thì tất cả cái đấy đều là nội dung hay là gì, hay là có thể là nội dung của một cửa hàng spa là khi mà không biết là các bạn có để ý không nhưng mà khi vào đi một cái cửa hàng spa ấy thì ở bên đấy nó sẽ có một cái gì nó sẽ có những cái mùi đặc trưng của nó. À đây sẽ là gì nhỉ? Có những cái mùi đặc trưng, mùi, mùi này, rồi có âm thanh này. Âm thanh này. Đấy rồi có mấy bạn vào muộn rồi mùi này có âm thanh này xong rồi có những cái liên quan đến ví dụ là nhân viên thì họ sẽ mặc đồng phục như thế nào mặc đồng phục đó thì các bạn nhìn thấy không mùi thì đấy chính là gì chính là khiếu giác các bạn các bạn cảm nhận bằng khứu giác âm thanh các bạn cảm nhận bằng gì bằng thính giác rồi các bạn nhìn người ta mặc đồng phục trông như nào trông nó có ngăn lắp không lịch sự không trông nó sạch sẽ không thì đấy các bạn đang cảm nhận bằng gì bằng thị giác ví dụ như vậy hoặc là gì hoặc là khi mà các bạn đi vào á nó có những cái ví dụ như là có cái gì nó cọ vào các bạn không có cái gì chạm vào các bạn không hoặc là các bạn có phải cầm nắm cửa không hay các bạn có phải cọ vào đâu không ví dụ như vậy thì đây là những cái xúc giác các bạn ví dụ như vậy thì đấy tức là gì tất cả những cái giác quan của các bạn ấy thì người ta sẽ lợi dụng vào yếu tố đấy để người ta xây dựng ra cái nội dung À, các bạn nhìn thấy không? Cái nội dung của bất kể một cái gì đó Thế nên là cái nội dung này là cực kỳ quan trọng nhé Khi mà các bạn muốn là gì? Các bạn muốn quán cà phê các bạn có đông khách hơn không? Thì các bạn sẽ phải bố trí nội dung quán cà phê các bạn trông nó phải hấp dẫn Trông nó phải đẹp, trông nó phải hợp, trông phải sự logic Hoặc là trông làm sao mà nó phải hút hút người người vào Trông nó phải có view, ví dụ như vậy Hoặc là cửa hàng tạp hóa các bạn cũng vậy Tức là cái nội dung các bạn vào làm sao mà để các bạn xếp bài trí hàng hóa làm sao mà khách hàng họ có thể tìm kiếm dễ nhất thì khi mà tìm kiếm dễ thì sao thì họ sẽ ra mua hàng ra họ sẽ mua hàng nhiều hơn thế nhưng mà bây giờ nhiều lúc là sao họ tìm không thấy cái của họ có sau cửa hàng đông quá thì họ không có kịp hỏi các bạn ví dụ như vậy thì khi đó là bạn đã bị mất cội các bạn bán hàng rồi hoặc là gì người ta làm ra những cái dịch vụ liên quan spa này liên quan đến nhiều lắm này tóc này đấy, nail này vân vân đấy những cái liên quan chăm sóc sắc đẹp vân vân đấy thì các bạn nhìn thấy không là người ta sẽ vào người ta sẽ có những cái đặc trưng của người ta ví dụ như là mùi cái mùi làm sao mà các bạn về các bạn chỉ cần vào đấy phát là các bạn nó có sự gợi nhớ các bạn nó cảm nhận được cái cái gì cái 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 cái, cái thương hiệu đấy ở đấy cái, cái cái bên cái spa đấy nó như thế nào ví dụ như vậy hoặc là bạn chỉ cần đi đâu đó bạn cảm nhận được cái mùi này là a à, của bên mùi của bên nào ví dụ như vậy hoặc là cái âm thanh các bạn có thể ý rằng các bạn vào spa cảm thấy âm thanh nó sẽ phải khác các bạn vào những cái liên quan chỗ chill, những cái liên quan đến chỗ mà Relax ấy ví dụ như vậy thì không cái âm thanh của nó hay sao nó sẽ phải nhẹ nhàng nó sẽ phải chậm rãi ví dụ như vậy. Rồi thì đồng phục cũng vậy. À đồng phục thì bây giờ sao? Cái đấy là một bên công ty họ rất là chuyên nghiệp, họ rất là thu chi phí các bạn thu dịch vụ các bạn rất là cao. Thế nhưng mà nhân viên thì ăn bằng lộn nhộm. Rồi trông thì trông nó lộn nhộm, trông nó kiểu nó không có sự gọi là professional là gì nhỉ? Ờ, nó không không có sự 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 chuyên nghiệp ví dụ như vậy. Đấy kiểu dạng như đấy thì các bạn nhìn không đấy chính là gì đấy chính là người ta sẽ bài trí người ta sẽ up vào để tạo ra một cái đó chính là gì đó chính là nội dung của quán spa vậy đó thế thì cái nội dung ở đây nó rất là hay nhá các bạn cứ để ý bây giờ các bạn đi tất cả tất cả các nơi các bạn để ý rằng là tất cả mọi thứ sao nó đều là có cái sự logic của cái nội dung hết thì mỗi một cái chủ đề mỗi một cái cửa hàng hay mỗi một cái không gian bối cảnh gì đó thì để mà nên một cái nội dung đấy thì người ta sẽ cần rất nhiều những cái bên chuyên nghiệp nếu mà chúng ta chưa đến mức độ chuyên nghiệp chúng ta vẫn đang chỉ làm là ok chúng ta làm cho có ví dụ như vậy thì oh, mình không bàn tới nhưng mà nếu mà chúng ta để ý kỹ và chúng ta Uh, muốn hướng tới một sự chuyên nghiệp ấy thì thường thường là khi mà họ sẽ up ra những cái không gian những cái bối cảnh những cái đề co như vậy thì họ sẽ thường sẽ phải nhờ một cái bên chuyên về 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 cái đề uh, co sẽ up như vậy thì như vậy thì cái nội dung của họ nó mới hấp dẫn được và nó mới có thể ăn tiền khách hàng được ví dụ như vậy không những vậy thì có những người người ta còn kỹ hơn nữa là người ta có thể là người ta mời cả những cái người liên quan đến phong thủy liên quan đến những cái khí tài ví dụ những cái khí ví dụ như vậy thì đó chính là cái phần nội dung thế thì đấy thế là phần nội dung thế tức là gì nội dung mà nó xuất hiện tất cả mọi thứ xung quanh cuộc sống của chúng ta nó có thể là gì có thể là ví dụ như là từ cái giường các bạn cái chăn để ở đâu cái gối để ở đâu hoặc là từ cái bàn học các bạn rộng hơn ra cái phòng các bạn và rộng hơn nữa ra cả cái nhà các bạn và rộng hơn nữa là ra tất cả những cái khuôn viên công viên tất cả mọi thứ thì đều là nội dung thế thì cái nội dung đây á nó không những là gì không những chỉ là quyển sách không những chỉ là một bài thuyết trình không những chỉ là một bài cái câu nói như thế nhau với nhau ấy mà nội dung nó là bao gồm tất cả mọi thứ tức là những cái gì mà bạn có thể mình nhấn mạnh lại tất cả những cái gì mà bạn có thể cảm nhận được bằng cái giác quan con người của bạn ấy thì đấy đều được gọi là nội dung hết thì đó chính là nội dung khái niệm của nội dung đấy mọi người rồi thế thì bây giờ chúng ta đã hiểu được về nội dung rồi thế thì content marketing ờ thì content marketing là gì content này content là nội dung ok viết lại đây nhá content là nội dung rồi thế thì marketing là gì marketing là tiếp thị tiếp thị là liên tục bán hàng tiếp liên tục gọi là mời chào hay là liên tục gọi là quảng bá kiểu dạng như vậy thế thì thì content marketing sẽ là nội dung để cho cái tiếp thị tức là nội dung để làm sao mà chúng ta gì à nội dung để làm sao mà chúng ta có thể là gì có thể làm tất cả mọi thứ mà nó bổ trợ cho marketing cho marketing Ôi, oh, biết hơi sai hình tả tí, mọi người thông cảm Đó, thì tức là gì? Content Marketing tức là cái phần nội dung Ở trong marketing ấy, nội dung tiếp thị này Nó sẽ bị bổ trợ cho phần content, bổ trợ cho marketing Tức là marketing chúng ta là, marketing chúng ta muốn bán hàng đúng không? Đúng không? Thì content marketing nó sẽ bổ trợ cho bán hàng À rồi chúng ta muốn gì? Chúng ta muốn phát triển thương hiệu đúng không? Thương hiệu đúng không? Rồi thì content marketing nó cũng bổ trợ để phát triển thương hiệu Rồi chúng ta muốn gì? Chúng ta muốn chăm sóc khách hàng đúng không? chúng ta muốn chăm sóc này chúng ta muốn kết nối chúng ta muốn là bất kể mọi thứ ở trong marketing thì content marketing nó đều ảnh hưởng trong đấy hết Đấy thì các bạn sẽ phải hiểu được cái vai trò của content marketing nó khủng khiếp như thế nào. Thì đó chính là gì? Đó chính là cái khái niệm của content marketing, tức là content marketing tức là những cái nội dung mà nó ở trong phần marketing mà nó sẽ giải quyết được cái vấn đề cho marketing, tức là nó sẽ hỗ trợ cho marketing các bạn bán được hàng, hỗ trợ cho thương hiệu các bạn đi lên và hỗ trợ cho các bạn chăm sóc khách hàng tốt hơn và hỗ trợ cho các bạn nhiều yếu tố khác nữa. Thì đó chính là cái khái niệm mà content marketing hay là khái niệm về nội dung đó mọi người. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thế thì đó, thế thì bây giờ ấy, thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái phần vai trò content marketing. Thì ở đây là mình đang viết nháp cho các bạn nhé, đây là tăng nháp thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần mà sâu hơn, đó chính là cái vai trò của content marketing. Rồi, thế thì vừa đi qua xong nội dung thứ nhất thì mọi người có hiểu không? Mọi người hình dung ra được cái, ở uh, mọi người có hình dung ra được vấn đề không? Mọi người comment xuống một cho Hiếu biết. Mọi người hình dung hiểu hơn về content và hiểu hơn về content marketing chưa? Mọi người dễ hiểu không? Rồi ok Cứ thấy nhiều số 1 này là Yên tâm giảm tiếp rồi Tức là mình nói vẫn vẫn mọi người vẫn hiểu được rồi Sợ nhất là nói xong rồi Không thấy ai comment gì cả Rồi Ok tiếp phần thứ hai chúng ta sẽ đến một thứ đó chính là Phần thứ nhất này Phần thứ hai đó chính là vai trò của content marketing Vai trò Của content marketing ấy thế nên khi mà mọi người nói chuyện với nhau mà chúng ta gọi là chúng ta gọi là chúng ta làm content ấy thì thì ok chúng ta gọi tắt chúng ta làm content marketing này à, chúng ta làm content marketing thì chúng ta gọi tắt là chúng ta làm content thì được không sao nhé thế nhưng mà khi mà chúng ta nói chuyện ở một mức độ chuyên nghiệp có thể các bạn sau này các bạn có thể hướng tới các bạn đi làm những cái buổi sự kiện hội thảo thì ok thì các bạn làm cá nhân thì không sao nhé nhưng mà tới như, như ví dụ mình vừa bảo ấy thì các bạn sẽ phải dùng từ chuẩn tức là chúng ta sẽ phải nói là content marketing chứ không được nói từ content content tức là gì content tức là các bạn đang nói sang cái phần này này tức là các bạn đang nói sang cái phần này rồi đấy thì khi mà chúng ta nói về chủ đề chúng ta ấy, nó thể hiện sự chuyên nghiệp ấy thì các bạn sẽ phải nói đủ cả cụm này tức là làm content marketing em làm content marketing ví dụ như vậy còn nếu nói em làm content ấy thì thật ra người ta vẫn hiểu các bạn là làm content marketing thôi mà nhưng mà nếu mà nói đầy đủ và nói sự chuyên nghiệp ấy thì các bạn nếu mà các bạn không biết các bạn có xem nhiều những cái cuộc các cái video chia sẻ hoặc là đi nhiều hội thảo lớn không thì hội thảo ở trong việt nam mình nhá thì mình cũng không có chê các bạn đấy các bạn ấy vẫn rất, rất giỏi giỏi hơn mình rất nhiều thế nhưng mà các bạn đấy bị nói sai basic còn mình 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 đã tham dự ra rất, rất nhiều những cái hội thảo bên nước ngoài ấy. mình đã có cả offline và online tại vì ngày xưa mình được mời đi thì người ta những diễn giả bên nước ngoài họ dừng dùng những cái từ này cực kỳ chuẩn đấy thì đây là những cái nhỏ 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 thôi nhưng mà sao nhỏ nhưng mà nó thể hiện ra sự chuyên nghiệp các bạn cao hơn rất là nhiều thế nên là đây cũng là lý do mà tại sao khi mà mình đi pitching khi mà mình đi đàm phán hợp đồng với những đối tác với khách hàng của mình ấy, thì cái tỷ lệ ăn khách tỷ lệ chốt đi ở mình cao hơn rất là nhiều đấy thì ngoài ra thì nó còn liên quan đến yếu tố kỹ năng về sale nữa nhưng mà mình đang nói về góc độ là cái kiến thức chúng ta phải có cái sự căn bản nó phải đưa đi từ gốc rễ và nó phải đi từ chuẩn xác thì như vậy á, sau này các bạn phát triển nó với bài bản được rồi thì đầu tiên thì chúng ta sẽ quay lại nội dung chính đó chính là content cái vai trò của content marketing đó các bạn đọc phải đúng như vậy còn khi mà các bạn đọc sai chính tả thì ok thì không sao có những bạn bạn ấy tiếng anh kém thì bạn đọc sai thì đây chuyện của bình thường ngày xưa mình đọc tiếng anh sai suốt mà rồi thì trong cái content marketing này, thì vai trò của nó sẽ có ba vai trò chính rồi thứ nhất là gì thứ nhất là thu hút thứ hai đó chính là chia sẻ Đấy, ví dụ như vậy tức là các bạn đang ngồi nghe mình chia sẻ này tức là các bạn đang đang được trải nghiệm content marketing của Hinu đấy các bạn không biết các bạn hình dung được không đấy các bạn đang được trải nghiệm đó chính là content marketing content marketing của Hinu đấy hoặc là content marketing của Minh Hiếu xe đấy ví dụ như vậy rồi tiếp tục là đến bán hàng đó thì đây chính là ba cái vai trò chính của content marketing thì nó bổ trợ cho những cái đống mà Hiếu vừa nhắc ở bên này này bán hàng thương hiệu chăm sóc vân vân tất cả mọi thứ thật ra nó thuộc trong ba cái chính này thôi thì mình đã tóm tắt lại cho các bạn rồi rồi thế thì để hiểu rõ bản chất vấn đề hơn ấy, thì mình sẽ phân tích cho các bạn từng cái đầu mục rồi ok chúng ta sẽ đi từ cái phần đó chính là phần thu hút rồi thì uh, ví dụ bây giờ nhé các bạn nhìn thấy là à, à giả sử như bây giờ các bạn đang có một cái sản phẩm rồi các bạn đang có một cái sản phẩm đó thì đây là cái sản phẩm các bạn rồi thế thì cái sản phẩm các bạn khi mà nó mới gì nó mới ra mắt hoặc là nó đang nó mới ra mắt hoặc là thương hiệu của bạn mới có hoặc là cái sản phẩm này nó có cái tính năng gì mà khách hàng họ chưa biết thì nhiệm vụ đầu tiên của các bạn đó chính là gì à cái content marketing phải làm sao để làm sao mà thu hút được cái người ta phải biết đến sản phẩm của các bạn đấy các bạn nhìn thấy không đấy thì thu hút đây là gì ờ à, đấy phải thu hút được người ta vào thế thì thu hút vào thì chúng ta có rất nhiều cách thì thu hút vào thì khi đó sẽ có hai trường hợp trường hợp thứ nhất là trường hợp say yes thì ok người ta sẽ mua hàng các bạn trường hợp thứ hai là trường hợp say no ok người ta không mua hàng các bạn đó thì đấy chỉ quanh quẩn hai trường hợp thôi thế nhưng mà sao đầu tiên vai trò đầu tiên đó chính là gì à phải thu hút được người ta vào đã thế thì bây giờ sao rồi thì làm sao phải phải thu hút được người ta vào đã thế thì trong thu hút này á, thì các bạn có thể làm rất nhiều cách để các bạn có thể thu hút được người ta vào à các bạn có thể là các bạn tạo ra những cái ví dụ như là các bạn làm về truyền thông truyền thông kiểu dạng như này nhá mình ví dụ cho các bạn về truyền thông nhá ở có nhiều lắm nhưng mình ví dụ từ kẻ đâu mình ví dụ như vậy à giả sử nhá năm 2018 2019 2020 2021 đó thì ba cái năm này mình nói ở Hà Nội trước đi ở Hà Nội đi ô nhiễm ô nhiễm rồi đánh, đánh dấu tích đi ô nhiễm ô nhiễm này 219 vẫn ô nhiễm, 220 vẫn ô nhiễm, 221 vẫn ô nhiễm. Thế nhưng mà tự nhiên cái năm 2020 này tự nhiên sao? Báo chí à, báo họ báo, họ nói là gì? À, Hà Nội đang rất ô nhiễm. Các bạn hình dung không? Có thể cái thời gian đấy các bạn không biết các bạn để ý đọc báo nhiều không? Tầm 220 ấy. Cái đợt mà đợt mà trước Covid ấy, 219 cuối 219 đầu 2020, Hà Nội rất là ô nhiễm ở đấy thì khi đó sao Hà Nội đang ở mức ô nhiễm báo động do nguyên nhân là do đốt lúa nguyên nhân là do đốt rác nguyên nhân là do hiệu ứng nhà kính nói chung là rất nhiều các yếu tố nguyên nhân thế thì khi mà báo nó tạo ra cái gì nhỉ tạo ra cái 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 thông tin kiến thức như vậy á, thì bắt đầu sao Hà Nội rất ô nhiễm thì khi đó sao bắt đầu đó chính là gì đó chính là à thì chúng ta sẽ cần về gì chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu đến sức khỏe sức khỏe đó các bạn nhìn thấy không chúng ta phải tìm hiểu sức khỏe thế thì về sức khỏe là sao chúng ta sẽ có những cách và ví dụ như là à, mình đang bố trí hơi bị hơi bị thiếu logic rồi đấy à, chúng ta có thể là gì chúng ta sẽ đeo khẩu trang để chúng ta ra đường rồi chúng ta có thể làm gì à chúng ta có thể mua máy lọc không khí lọc không khí đó thế thì khi đó là sao à bắt đầu sao người, bắt đầu sao à người ta bắt đầu đi tìm hiểu máy lọc không khí người ta bắt đầu đi tìm hiểu khẩu trang ra đường thế thì ví dụ rồi xong báo là bon nữa thêm một nội dung nữa hay lắm này mọi người đây về chính là cái ăn tiền của marketing này Ok, thế bây giờ Hà Nội rất ô nhiễm á, thì mình khuyến khích mọi người là lên đeo khẩu trang với cái mức độ chống kháng bụi mịn lên tới 98%. Đấy, các bạn nhìn gặp đây là điểm ăn tiền của marketing này. Rồi, báo nó bảo là, cái gì à, các chuyên gia về sức khỏe gợi ý cho các bạn là gì? Các chuyên gia về sức khỏe là bảo mọi người là gì? À, các bạn lên đeo khẩu trang mà có độ kháng bụi, kháng bụi mịn lên tới 98%. Thế là tức là gì? Tức là những cái thời gian đấy các bạn đang đeo những cái khẩu trang bình thường các bạn đang hay đeo ấy, nó chỉ kháng bụi lên khoảng tầm ở 95% thôi. Đấy. Thế nên tự nhiên là gì? Tự nhiên là đấy sao chúng ta sẽ bắt đầu đi chăm sóc sức khỏe, chúng ta sẽ bắt đầu đi à sức khỏe chúng ta quan tâm thì bắt đầu cho chúng ta sẽ đi tìm một việc đó cho các bạn nhìn thấy không? Đây nó giống như các bạn đang ở đây đấy. À tức là gì? Bắt đầu các bạn sẽ đi vào tìm hiểu sản phẩm là những sản phẩm nào hoặc là những cái khẩu trang nào mà kháng bụi lên tới 98% và tự nhiên các bạn tìm ra một sản phẩm là A à, có một thằng sản phẩm khẩu trang A khẩu trang A kháng khuẩn lên tới 90 kháng bụi lên tới 99 ấy các bạn hình dung không Thế thì tại sao tự nhiên cái thời điểm đấy báo nó lại nói rằng là 2020 Hà Nội bụi tại vì Hà Nội nó vẫn bụi từ những năm 18 19, 219 mà thế sau đến 220 nó mới biết cái bài báo đấy à thì kỳ đó là sao tức là 220 đấy cái khẩu trang đấy nó mới ra mắt các bạn nhìn hình dung không à 220 này Tôi ra mắt Các bạn hình dung không? Hoặc là gì? Hoặc là 220 sao? Tôi mới được nhập về Việt Nam Thì đó chính là gì? Đó chính là cái vai trò của của content ấy À tức là gì? Cùng một bài báo như vậy Các bạn có thể tưởng rằng là người ta viết một bài báo đơn thản Đơn thuần là gì? À tôi... Uh... Rồi mình có bạn vào Rồi thì người ta tưởng đơn giản là gì à một bài báo chỉ đơn giản là viết một bài báo để gọi là thông tin kiến thức thôi thật ra chứ không phải đâu nhá một bài báo này nó có thể chi phối nó có thể điều phối được dư luận và nó có điều phối được cái cái sự quan tâm của các bạn và tức là gì tức là đang làm truyền thông đấy các bạn nhìn thấy không ở mình đã gạch dưới này này đấy thì khi vậy các bạn đã đọc được cái bài viết đấy các bạn sẽ a à, gì à, thế thì bây giờ chúng ta làm sao chúng ta phải ơ phải bảo vệ sức khỏe đúng không bảo vệ sức khỏe cho bản thân này bảo vệ sức khỏe cho gia đình cho bố mẹ cho con cái thế sau khi bảo sức khỏe sức khỏe đúng không thì bây giờ bảo vệ sức khỏe thì chúng ta phải hành động cụ thể thôi hành động cụ thể là gì à chúng ta phải đi tìm hiểu sản phẩm đi nghiên cứu xem rằng là báo chí là khuyến cáo là phải lên đeo khẩu trang với mức độ kháng khuẩn 98% thế là ở đây sao người ta lên google người ta tìm kiếm người ta bảo là a à, ở đây có một thằng khẩu trang kháng khuẩn lên tới 99% thế khi đó sẽ có hai trường hợp xảy ra thì hợp nhất là trường hợp mua và trường hợp thay trường hợp say no là trường hợp không mua thì đấy là phần phía sau mình không bàn tới đấy các bạn nhìn thấy không à thế nhưng mà sao nếu cái bài báo này nó biết là năm 2019 sao thì đúng là gì đúng là ok thằng này nó chỉ báo đơn thuần thôi nó biết là 120 sao 218 sao đúng là bài biết là chỉ đơn thuần như vậy thôi đấy các bạn nhìn thấy không thế thế nhưng mà sao nhưng mà nó phải viết vào trong hai này hoặc là 220 sao đáng lẽ 219 nó chỉ viết có một bài hai bài thôi vào mấy tháng cao điểm thôi Tuy nhiên 220 sao? Nó ra liên tục, cứ mấy ngày đánh phát, mấy ngày đánh phát và khi đó là sao? Nó chính là cái sức mạnh của content marketing, nó chính là gì? Tạo ra thu hút. Thu hút người ta quan tâm đến sản phẩm các bạn. Đấy là gì? Đấy là đỉnh cao, cao nhất. Nó là các bạn có thể làm gì? Các bạn làm truyền thông, các bạn làm báo chí, các bạn làm loa đài, các bạn làm liên quan những nội dung mà liên quan đến dư luận của xã hội thì đấy là các bạn là các bạn trình cao nhất thì thật sự thì cái này á, để mà nói thì hiếu cũng chưa phải là một người mà đạt đến trình độ này đó nhưng mà mình đã chơi với rất nhiều anh em bên báo chí và những anh em bên báo chí đấy có thể là người ta cũng chả phải là ở trong những cái hội nhóm content marketing thì lâu bây giờ người ta cũng già rồi mình chơi với anh toàn bảy mấy thôi thế nhưng mà sao anh đấy là những cái người mà giải quyết được những vấn đề này cực kỳ dã dạ man anh anh ấy là một trong những người mà chia sẻ cho mình hiểu về kiến thức này Đấy thì thì mình chia sẻ lại cho các bạn thôi chứ còn bây giờ thì nói thật ra thì mình cũng chưa có đủ trình độ để mình dùng đến những kỹ năng như vậy rồi thì đấy là cái cao nhất còn cái thấp hơn đấy đó chính là gì à các bạn có thể làm những cái liên quan đến những cái video giải trí video giải trí các bạn làm những cái liên quan đến drama các bạn hình dung cái các bạn làm liên quan drama các bạn làm liên quan scandal các bạn làm liên quan những cái kiểu dạng như là ở uh, cái gì đó kiểu nó mới mới tí nó lạ lạ một tí các bạn có thể làm tiktok giải trí này giải giải trí ở đây có thể là gì các bạn có thể làm youtube các bạn có thể làm YouTube các bạn có thể làm liên quan đến tiktok ấy ví dụ vậy thì tức là các bạn sẽ làm ra một cái gì đó kiểu dạng viral ví dụ như là các bạn để ý năm ngoái thì có một cái viral trên YouTube đó chính là cái 1977 Vlog 1977 Vlog họ làm viral rất tốt và từ cái viral đấy thì bắt đầu họ có thể là gì họ quảng cáo cho sản phẩm bắt đầu kéo vào họ hình dung quét là tức là họ bán một cái sản phẩm chả liên quan gì đến cái cái nội dung của họ cả nhưng mà họ vẫn chỉ thu hút người ta vào thôi thì tức là gì họ bảo là à ở hiện tại thì bên mình đang có cái sản phẩm hoặc là bên mình đang quảng cáo cho bên nào thì các bạn quan tâm các bạn ủng hộ thêm Thì tức là gì? Tức là họ tìm cách họ nổi tiếng hoặc họ tìm ra một cái gì đó kiểu mới mới tí để họ kéo người ta thu hút vào Kiểu dạng như vậy Hoặc là gì? Hoặc là năm nay mấy tháng vừa rồi thì các bạn có đang thấy một cái trend thu hút rất là tốt Đó chính là gì? Đó chính là có hai cái bạn thanh niên ấy Các bạn nhớ không? Có hai bạn thanh niên mà sinh năm hình như là 99 hay là 2000 mình không nhớ thì hai bạn đấy nhảy ở trên TikTok xong rồi nhảy rất là đều thế xong rồi hình như là hôm qua hôm kia là cao điểm lên tận 40k view xem livestream trực tiếp ấy thì tức là gì hai bạn đấy sẽ tìm một cách là gì các bạn ấy nhảy các bạn làm bất kể một cái yếu tố gì đó không cần biết tức làm sao tức là à nhiệm vụ các ông là các ông phải biết tôi thì sau đó từ tôi tôi bắt đầu tôi tôi quảng cáo sản phẩm của tôi tức là bạn ấy quảng cáo sản phẩm của bạn đây đó chính là gì đó chính là áo thời trang ấy, thì bắt đầu bán bán hàng thôi thế nhiệm vụ các bạn đó chính là gì tôi không cần phải làm đúng là nội dung này nó chia sẻ đúng nội kiến thức chia sẻ đúng thông tin không tôi không cần biết mà tôi chỉ biết là gì tôi bằng mọi cách tôi bằng mọi giá để tôi đẩy view lên tôi đẩy người quan tâm đến tôi thế thôi thế sau khi đẩy xong rồi thôi, tôi sẽ bảo mọi người là à tôi bán cái sản phẩm này các ông mua đi đấy thì khi đó sẽ chỉ có hai trường hợp như vậy thôi đấy hoặc là các bạn đấy là giải trí và các bạn có thể tạo drama các bạn chia sẻ một thông tin gì đó liên quan drama đấm miếc thế xong mà từ đấy nó có sự liên quan sau khi mà bạn có sự bạn có follow bạn có thu hút rồi thì bắt đầu bạn chia sẻ cái gì đó của dạng như vậy đây cũng là một trong những cái ví dụ như là đó, có bạn mọi người vào muộn có nhỉ hay tới nhỉ? rồi thế thì hoặc là gì đây cũng là một trong những cái ví dụ như là ví dụ như là gì nhỉ tự nhiên là một người kiểu dạng như là bỗng nhiên nổi tiếng ấy. kiểu dạng như là ví dụ như là bạn là hot girl chẳng hạn thế như vậy thì cái này là mình quên Ờ chữ girl biết sai rồi Rồi Thì nó là gì đó là cái mà Mình đang chưa gọi là tên nó Nhưng mà cứ hiểu các bạn là Ví dụ các bạn là hot girl này Hoặc các bạn là Ví dụ như các bạn là anh hùng này Ví dụ như bạn vô tình Bạn cứu người Xong bạn lên báo Bạn rất là nổi tiếng ấy, Kiểu dạng như vậy Hoặc là bạn uh, Ở chung là bạn làm một cái yếu tố gì đó Mà tự nhiên là bạn chia sẻ Bạn giúp đỡ Kiểu dạng như vậy Thì tự nhiên là sao Bạn có rất nhiều người follow các bạn và có rất nhiều người biết đến các bạn thế sau khi biết đến các bạn đúng không thì các bạn ngay tức là các bạn sẽ quảng bá cho hình ảnh các bạn nếu các bạn đang kinh doanh sản phẩm gì đó hoặc là các bạn sẽ lợi dụng vào cái follow đấy để các bạn kéo về sản phẩm các bạn thì đó chính là vai trò đầu tiên của cái content marketing đó chính là phải thu hút được khách hàng về sản phẩm các bạn thì như vậy á các bạn đôi khi nhé các bạn chỉ không cần phải làm hai cái ở dưới không cần phải làm chia sẻ không cần phải làm bán hàng các bạn chỉ cần thu hút được người ta về thôi và càng người về nhiều ấy, càng nhiều người biết sản phẩm càng nhiều người biết sản phẩm các bạn ấy thì như vậy sao cái cái tỷ lệ các bạn bán được càng nhiều mình ví dụ ở đây giả hợp sử trường hợp xây diết các bạn là 1% giả sử xây dựng các bạn là một phần các bạn nhìn dung thế thì bây giờ sao các bạn có 100 người thì các bạn bán được một sản phẩm đúng không thế các bạn có một nghìn người thì các bạn bán được 10 sản phẩm mà các bạn có một người mười nghìn người thì các bạn bán 100 sản phẩm thế bây giờ các bạn có tới vài triệu người follow các bạn à sorry không đến được nhiều mức độ như vậy các bạn có tới vài chục nghìn người vài vài trăm nghìn người follow các bạn thì như vậy đó, các bạn bán cái sản phẩm a bán sản phẩm b bán sản phẩm c rất là nhiều đấy kiểu dạng như vậy thì đó chính là cái vai trò đầu tiên của marketing đó chính là thu hút thế thế thì đó nó chỉ đơn giản vậy thôi ok rồi thế thì đã hết phần thu hút rồi ok mọi người hiểu không hơi lan man tí nhưng mọi người hiểu không mọi người hiểu mọi người comment số 2 đi cho hiếu biết cabelo ở tú ở à, đúng không em lâu lâu gặp tú phải Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu comment số 2 cho yếu biết. Không lại thấy mình nói phiêu quá lại lan man sang chủ đề khác mất. Rồi, ok. Thế thì tiếp tục này. Đây là cái phần nâng cao hơn nữa này để mình giải thích cho các bạn cái bản chất của xã hội đang như nào này. Đó thì ví dụ bây giờ là có những bạn sao? Các bạn các bạn ấy chỉ đang tập trung vào làm công việc duy nhất thôi các bạn tập trung vào làm giỏi Thứ nhất đó chính là việc là thu hút. Thế sau khi các bạn thu hút đúng không? Thì thu hút đầu tiên của các bạn đó chính là gì? À, bạn tìm mọi cách để thu hút về cái cái bạn đấy hoặc thu hút về sản phẩm của các bạn đấy. Bạn đấy hoặc sản phẩm của bạn đấy. Hoặc là dịch vụ của bạn đấy. Hoặc là dịch vụ của bạn đấy. Có là chúng mà nói chung là về bạn đấy đi, mình cứ tạm thời về bạn đấy đi. Đấy ví dụ như vậy, tức là bạn đấy đang chưa có sản phẩm bạn đã chưa dịch vụ thì bạn cứ thu hút về bạn đấy đi thế sau khi đó sao sau khi mà bạn ấy đã có rất nhiều người follow rất nhiều người theo dõi rồi thì như vậy bạn ấy sẽ bao trở thành là một người đó chính là gì chỉ thành kol trở thành koc đấy kiểu dạng như vậy và sau khi đó sao bắt đầu các bạn ấy sẽ book bài để các bạn làm quảng cáo các bạn làm uh, liên quan ba ba đấy kiểu dạng như vậy thì đấy chính là gì đấy chính là lộ trình của một người mà phát triển thành kol koc ấy nó chính là gì họ tập trung vào làm tốt phần này của họ thôi ok tôi tập trung vào làm tốt phần của tôi đó chính là phần thu hút vậy thôi còn tôi không quan tâm yếu tố gì cả và sau khi tôi đã có một lượng follow rất là tốt rồi tôi có một lượng tương tác rất là ổn định rồi thì khi đó tôi sẽ trở thành một người là kol là người có sự ảnh hưởng hoặc là koc là người chuyên gia review gọi là đánh giá cảm nhận trải nghiệm về những cái dịch vụ sản phẩm mình đã sử dụng thì sau khi đó bắt đầu là tôi sẽ nhận bút bài quảng cáo thì đây cũng chính là cái định hướng để cho các bạn nếu mà các bạn thích là gì các bạn thích trở thành những cái người mà làm freelancer ở với chủ đề mà kêu KOC ấy thì các bạn sẽ phải rất giỏi cái phần thu hút này. Đó, thì phần thu hút này các bạn sẽ cực kỳ sáng tạo. Các bạn sẽ cần phải cực kỳ sáng tạo sáng tạo, tức là gì? Nếu mà các bạn làm kiểu marketing bẩn, ở đây chúng ta sẽ chia làm hai phần, phần thứ nhất là phần marketing bẩn, tức là các bạn sẽ tập trung vào những cái liên quan drama, liên quan đến những cái mà uh, chính trị, xã hội, đời sống thì các bạn cứ đi vào đấy các bạn làm những cái xu hướng theo kiểu trái chiều thì tức là các bạn sẽ làm marketing Thật ra thì nó cũng phải là xấu nhưng mà các bạn sẽ tập trung vào những cái uh, cái thông tin nó không sạch thì nó sẽ gọi là marketing bẩn thì đấy là một và cái thứ hai đó chính là các bạn làm marketing sạch marketing sạch thì tức là gì các bạn sẽ phải giống như ở một chín mươi vlog này hoặc các bạn sẽ phải làm những cái liên quan đến rất là sáng tạo ví dụ như là cái cậu mà mấy cậu nhảy nhảy này thì cũng không hỏi không hẳn cũng không hẳn là bẩn nhưng cũng không nhưng mà nó không chắc chắn là không phải là sạch dạng như vậy tức là các bạn sẽ phải tạo ra những cái mà nó có sự nó có phải có giá trị một tí kiểu dạng như vậy thì tức là marketing sạch rồi thế thì các bạn sẽ phải liên tục sáng tạo tạo ra những cái nội dung mới thông tin mới chủ đề mới để làm sao mà các bạn kéo được cái người ta theo dõi các bạn thì như vậy là các bạn uh, sẽ trở thành KOL và KOC sớm trong tương trong tương lai dạng như vậy thì cách cách làm các bạn đó chính là gì các bạn có thể lựa chọn là các bạn làm uh, video thì làm video các bạn sẽ đăng lên TikTok và đăng lên YouTube rồi các bạn có thể là làm blog các bạn có thể làm blog là các bạn cứ viết bài chia sẻ kiến thức đời sống vân vân ví dụ như vậy các bạn có thể the viewer là viewer là các bạn sẽ kiểu dạng như là đi review về những cái chủ đề này chủ đề kia các thứ linh tinh thì các bạn có thể làm dưới dạng blog youtube các thứ vân vân cũng được đấy thì kiểu dạng như vậy thì nói chung có rất nhiều các chủ đề khác để các bạn lựa chọn nhưng biết làm sao các bạn phải tạo ra thứ nó có giá trị xã hội một tí và đây nó cũng chính là một lĩnh vực chính ở trong marketing luôn đó chính là không biết các bạn gọi tên không những cái người mà làm những nội dung như này ấy, nó chính là gì đó chính là content không biết các bạn có biết không? Creator Và đây cũng chính là content creator luôn Quét là cái người làm content creator, creator, này Họ sẽ liên tục phải tạo ra những cái có giá trị Có sáng tạo Đấy, thì đó chính là gì? Đó chính là cái vai trò đầu tiên của content marketing Đó chính là làm sao để thu hút được người ta Và khi mà thu hút được người ta bến sản phẩm của các bạn rồi Thì ok, thì đấy là phần tiếp theo của marketing thôi Còn vai trò content marketing thì đã hết rồi Ok là xong Rồi, chúng ta đến với phần thứ hai, ok, đợi mình một chút ha, mình lấy lại cái này, rồi, thế vừa rồi chúng ta đã đi xong cái phần phần thu hút, bây giờ chúng ta sẽ sang phần số 2 đó chính là phần chia sẻ, đó. Chắc nói phần này thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn rất là nhiều Thì hiện tại bây giờ ở bên Hidu mình ấy, đang làm tập trung vào chính phần này này Phần chia sẻ Đây Hidu mình đang tập trung làm rất nhiều phần này Đây Đấy, các bạn nhìn thấy không? Hidu đang tập trung làm rất nhiều phần này, tức là gì? Tức là bản chất các bạn đang ngồi trong này hết tức là các bạn cũng đang bị đang 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 được gọi là trải nghiệm cái marketing của bên Hinu mình, ví dụ như vậy, hoặc là của mình đó tức là gì tức là có thể là mình chia sẻ miễn phí thật nhưng thật ra là cũng có cái lý do tại sao mình chia sẻ miễn phí hoặc là có thể là mình chia sẻ miễn phí bởi vì là mình dành thật mình chia sẻ các bạn thêm mình muốn chia chia sẻ giá trị cho xã hội thêm nhưng nhưng mà nếu mà nói về góc độ marketing ấy thì tức là gì tức là các bạn đang được trải nghiệm cái góc độ marketing của Hinu tức là Hinu đang đóng vai trò là chia sẻ kiến thức marketing mình chia sẻ ở đây là chính là gì các cái buổi hàng tuần buổi hàng tuần đấy ví dụ như vậy rồi mình chia sẻ gì mình chia sẻ những cái ví dụ như là bài viết rồi mình làm các cái nội dung liên quan chia sẻ đến liên quan đến video Ví dụ vậy vân 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 thì tức là gì tức là bên mình đang làm rất nhiều các nội dung chia sẻ và cái nội dung chia sẻ này làm một mục đích cuối cùng đó chính các bạn không biết các bạn biết các bạn biết không đó chính là gì đó chính là tạo niềm tin với các bạn tạo niềm tin với các bạn Tức là các bạn đang sẽ tin tưởng rằng là à đây đang là một công ty mà họ làm về marketing, họ làm về truyền thông, họ làm về cái gì đó và họ đang làm về đào tạo. Thì khi mà các bạn làm về tạo niềm tin rồi đúng không? Thì tức là gì? Tức là dần dần trong tương lai nếu mà mình duy trì cái này một sự ổn định và dần dần sao sẽ càng nhiều người biết đến mình trong tương lai, tức là gì? Bắt đầu mình sẽ có thương hiệu. Thương hiệu. Thế từ cái thương hiệu này nó cũng giống như cái mà gì? Nó bản chất nó cũng giống như cái này này bản chất là gì à sau khi mà các bạn đã có cái lượng follow các bạn rồi thì bắt đầu các bạn sẽ trở thành KOL trở thành KOC Của như vậy đấy thì nó đơn giản như vậy thôi rồi thì khi mà có thương hiệu đúng không thì tức là gì tức là bắt đầu mình có thể trở thành KOL hoặc có thể trở thành KOC ví dụ như vậy hoặc là gì bản chất là thương hiệu là to hơn cả hai cái này rồi hai cái này bé hơn thương hiệu nhiều nhá đấy nhưng mà mình đang ví dụ ngược lại thôi tức là gì à mình muốn thể tách ngách ra à, giả sử như bây giờ là một bạn nhân viên ở trong Hinu thôi bạn đấy đã bảo là à ví dụ uh, uh, như này này ví dụ như này này trước có một bạn nhân viên bạn hỏi mình à cô bạn 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 sinh viên bạn hỏi mình là anh Hiếu ơi, em muốn em muốn là đi đàm phán à em muốn là đi xin việc với lương cao hơn ấy, kiểu dạng như vậy thì mình mới dạy cho các bạn một cái cái mẹo đơn giản thôi mình bảo đó chính là gì đó chính là em sẽ phải chứng minh được những cái mà em đã làm hoặc là những cái tổ chức mà em đã làm cũ ấy mà những công ty lớn ấy, thì cái cái thương hiệu của em nó sẽ à, cái cái hình ảnh cái nhân của em sẽ khác ví dụ như là trước em đã từng làm cho những cái bên công ty lớn thì chắc chắn là em đi làm các công ty khác em sẽ đàm phán được mức lương rất là tốt ví dụ như vậy đấy trong trường hợp mà chúng ta chưa có tại vì chúng ta sinh viên mới làm sao có trường hợp làm sao có điều kiện mà chúng ta làm công ty mới ngay từ đầu đúng không thì khi đó mình bảo bạn là em để xem lại rằng là từ trước giờ marketing em đã tham gia đóng đóng góp được những cái gì chưa thế ví dụ như vậy. Thế thì ngay tức là bạn ấy mình anh mình hỏi là thế em đã làm group chưa? Em đã làm fanpage, em đã làm một cái cộng đồng gì chưa? Một diễn đàn gì chưa? Hay em đã từng tham gia làm một kẻ một cái video gì mà đạt giá trị gì tốt chưa? Và bạn ấy bảo mình rằng là em có tham gia viết kịch bản cho một cái video và hôm đấy em cũng đến quay dựng hỗ trợ cho team support các thứ. Và cái video đấy là video nhảy và nó có được tầm 800.000 view. 800k view. Như vậy Thế thì ngay tức là gì mình bảo là bạn đấy là gì à em sẽ tận dụng luôn cái video 800k view đấy em sẽ viết vào bố pha em tức là gì em đã từng tham gia thực chiến làm rất nhiều các cái chủ đề cộng đồng liên quan marketing chia sẻ kiến thức và 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 đấy là cái kinh nghiệm của em thế ngay tức là gì à thì ví dụ như vậy thì tức là khi mà các bạn đã biết niềm tin của Hinu rồi, rồi đấy ví dụ như vậy thì sau này có những bạn nhân viên A ở Hinu này, nhân viên B ở Hinu và nhân viên C ở Hinu, các bạn đấy ra này, các bạn ấy bảo là ngày xưa em đã cùng giúp đỡ support cho Hinu để xây dựng ra cộng đồng lên tầm 10.000 thành viên, 100.000 thành viên hoặc là các thứ các thứ thì như vậy á, cái thương hiệu này á, không những là nó xây dựng cho công ty là Hinu mà nó cũng sẽ còn bổ trợ rất nhiều cho những cái bạn nhân viên của Hinu ở phía sau kiểu như vậy hoặc là những cái người nào mà kể cả đối tác hoặc là những cái người mà phía sau thì bắt đầu sẽ trở thành KOL trở thành KOC ví dụ như vậy đấy thì đó chính là cái cái giá trị cực kỳ hay của cái mà khi mà chúng ta làm chia sẻ như vậy. Thế nhưng mà quan trọng là quay lại đó chính là gì? À những cái này chúng ta chia sẻ này nó phải có giá trị, nó phải có giá trị. Thì như vậy chúng ta mới phát triển được bài viết chúng ta nó phải có giá trị và cái video của chúng ta nó phải có giá trị. Đấy thì đây chính là cái khó. Thế khó ở đây là gì? À đây Hinu đang chia sẻ là vì, về gì? Về đào tạo. Đào tạo chẳng hạn thế. Thế thì tức là gì? Tức là cái giá trị này phải có giá trị về đào tạo bài viết này phải giá trị về đào tạo và video này phải có, về giá trị đào tạo kiểu dạng như vậy thế nhưng bây giờ sao mình làm về đào tạo như mình chia sẻ suốt ngày chia sẻ mấy cái video tiktok chia sẻ mấy cái hài hài nhảm nhảm các thứ linh tinh thì nó lại không có giá trị với cả cái 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 đào tạo này và có thể là cái cộng đồng nó sẽ phát triển rất nhanh có thể là 10.000 20.000 100.000 thành viên thế nhưng mà nó không hề có một giá trị đào tạo nào cả thì như vậy á các bạn vẫn không có niềm tin để các bạn mua và các bạn và mình cũng vẫn không có thương hiệu bản chất các bạn chỉ biết đến mình đó chính là một công ty giải trí thôi kiểu dạng như thế hoặc là công ty kiểu dạng như là hoặc là không hẳn là một công ty mà các các bạn chỉ biết mình là à đây là một cái nhóm mà kiểu dạng chia sẻ mấy cái giải trí dành cho các bạn vào kiểu dạng như vậy rồi thế tiếp tục cái lộ trình này tức là gì khi các bạn đã trở thành KOL và bắt đầu các bạn có thể tự bán sản phẩm cho chính mình hoặc các bạn có thể bán sản phẩm cho của người khác thì nó chính là affiliate đấy đó. đó thì các bạn bán cho sản phẩm của người khác đấy thì đó chính là gì đó chính là bắt đầu các bạn sẽ từ thì cái này bắt đầu các bạn sẽ kiếm được tiền thôi các bạn sẽ kiếm được tiền thì đấy cũng chính là một cái vai trò nữa của content marketing xong ok thế thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn tiếp đến cái phần chia sẻ là content marketing thì content marketing này thì các bạn có thể nhìn thấy rất rất ở dưới rất nhiều dạng nó có thể là rất nhiều nền tảng mà họ có thể làm được họ có thể làm ở trên tiktok họ có thể làm ở trên youtube hoặc họ có thể là làm ở trên facebook rồi google vân vân họ có thể là họ tổ chức offline họ có thể làm những cái workshop ví dụ như vậy hoặc là họ có thể tổ chức ra những cái buổi hội thảo chia sẻ diễn đàn vân vân biết làm sao mà nó có thể có giá trị đấy kiểu dạng như vậy thì đó chính là cái vai trò thứ hai của content marketing đó chính là chia sẻ giá trị. Thì, thì từ cái này á thì nó cũng đây cũng chính là một cái ngành nghề ở trong cái content marketing đó chính là không biết các bạn có biết không? Đó chính là một cái từ mà người ta dùng cho nó đó chính là content writer. chính là người viết nội dung, chia sẻ kiến thức. Đấy, thì như vậy á cái bạn này sẽ làm cho những cái page, làm cho những cái bạn này sẽ làm cho những cái page này làm cho những cái page cho công ty này, hoặc bạn có thể làm website, bạn có thể làm uh, tiktok, bạn có thể làm rất nhiều các chủ đề, thì biết làm sao và bạn ấy sẽ phải thay công ty để hỗ trợ cho công ty viết những cái nội dung chia sẻ kiến thức. Ví dụ bây giờ, rồi cho các bạn một cái ví dụ nhé, ví dụ bây giờ là một công ty, công ty này là công ty uh, gọi là bán phần mềm máy tính, bán phần mềm hoặc là setup, setup máy tính, Đấy, ví dụ như vậy, thì ngay tức là gì? Cái bạn mà làm về Content Creator uh, tức là bạn làm sáng tạo nội dung ấy thì bạn ấy sẽ phải ngồi nghĩ ra những ý tưởng làm sao mà thu hút được người ta về cái chủ đề các bạn thì đây là một. Thế sau khi mà người ta, rồi cái phần này tí mình sẽ nói sau đi. Rồi thì các bạn này sẽ làm việc đó chính là gì? À bạn ấy sẽ phải viết những cái nội dung ví dụ như là chia sẻ, ví dụ như là cái mẹo, mẹo làm một cái gì đó, ví dụ như là năm bước vệ sinh tự vệ sinh máy móc hoặc là ba bước tối ưu phần mềm máy tính chạy nhanh hơn hoặc là tám bước này tám bước kia hoặc là uh, cách để chăm sóc hệ thống máy tính của bạn làm sao mà được bượt mà nhất vân vân thì đó chính là cái bạn làm về con làm về gì làm về nội dung chia sẻ hay ở chúng ta có một từ đó chính là content writer đấy kiểu dạng như vậy rồi cuối cùng là thứ ba rồi thứ ba đó chính là phần mà bán hàng rồi ok thứ ba chính là phần bán hàng thì bán hàng sẽ các bạn sẽ là gì à những cái bạn bán tức là gì tức là khách hàng họ biết đến chúng ta rồi thì bây giờ chúng ta sẽ không có lòng vòng là chúng ta phải vào vấn đề vẫn luôn đó chính là gì các bạn sẽ phải viết ra những cái nội dung mà nó sẽ mang tính chất là gì mang tính chất là bán hàng Sorry. hơi hơi ngáo ngáo rồi đấy mang tính chất đó chính là gì thúc đẩy thúc đẩy khách hàng mua hàng đấy tức là gì sẽ phải tập trung tạo tiền ok hai ông kia có thể bay bổng thích sáng tạo thích chia sẻ gì đấy là việc của ông còn nhiệm vụ của tôi đó chính là gì tôi sẽ phải khi mà khách hàng nhiệm vụ của tôi đó chính là phải bán được hàng thế thì nhiệm vụ của tôi đó chính là gì khi khách hàng họ đọc bài viết của tôi thì họ phải cảm thấy rằng họ cần mua hàng họ muốn mua hàng kiểu dạng như vậy thì công việc của bạn đấy sẽ là gì sẽ là những công việc như sau ví dụ như là chứng minh chứng minh đấy ví dụ như vậy hoặc có thể là thông tin hoặc có thể là gì Họ có thể là ưu đãi Họ có thể là gì? Họ có thể là chương trình Một cái chương trình gì đó vân, vân vân Đấy kiểu dạng như vậy Tức là bạn này sẽ không có dầm già Không có chia sẻ Không có mẹo Không có các thứ gì hết Mà đây là gì? Đây tức là bạn ấy đi thẳng vấn đề luôn là Xin chào các bạn Công ty đang chuẩn bị khai trương Ra mắt sản phẩm mới Giá ngon Các bạn búc đi các bạn ơi, hôm tới Shopee giảm sale bao nhiêu bao nhiêu. Đấy thì bây giờ vô chơi này vào mà bem đi mai công ty mình đang có mấy slot chống cháy ok ví dụ như vậy mình đang có cái sản phẩm này mới ra mắt rất ngon các bạn mua ngay không tăng giá hiện tại giờ đang test ví dụ vậy hoặc là công ty hôm tới có ưu đãi này ưu đãi kia các bạn múc ngay còn kịp hoặc là gì sản phẩm của chúng tôi đang tốt hơn rất sản phẩm trong thị trường hiện tại bây giờ các bạn mua tòa hàng nhái thôi chơi hàng chính hãng thì cho nó ok ví dụ như vậy hoặc là gì chương trình hôm tới công ty tổ chức chương trình là tri ân khách hàng hoặc các thứ linh tinh vân vân gì gì đó mua đi đấy nói chung là nói chung là các bạn bán hàng quan tâm bán hàng này là cái thằng content mà làm mang tính chất thực dụng tức là gì viết làm sao mà khách hàng họ đọc bài viết chúng ta mà họ phải đưa ra quyết định mua hàng kiểu dạng như vậy thì đó chính là các bạn viết ra những cái bài viết bán hàng rồi thế thì tức là gì các bạn có thể viết ở dưới dạng là gì rồi các bạn có thể viết ở dưới dạng là các bạn viết ở website các bạn sẽ biết ví dụ như khi vào website ấy, sẽ có những cái bóc bóp hiện ra kiểu dạng như là tri ân khuyến mãi giảm giá vân vân tất cả mọi thứ các bạn có thể viết ở fanpage viết bán hàng pay. rồi các bạn có thể viết bán hàng trong group các bạn có thể biết bán hàng ở đâu tùy các bạn các bạn có thể là không, không những vậy sao các bạn có thể nhiều lắm có thể là gì các bạn có thể là uh, ví dụ nhá là giả sử nhá là khi mà mình đi đường xong rồi mình đang ngồi đứng chỗ đèn đỏ ấy, thì có một cái cửa hàng kính nó để một cái loa nó chiếu ra đường nó đọc cho mình nó vã vào tai mình nó chính là kính mắt thời trang giá đẹp hiện tại đang giảm giá tới 30% xong rồi mọi người vào đây thử miễn phí các thứ linh tinh mọi người mua nhanh không thế này thế kia của dạng như vậy tức là gì nó có thể là không những là bài viết mà nó có thể là âm thanh chúng ta học học trong phần content rồi mà biết là sao nó đều thuộc con content hết tức là âm thanh ví dụ như vậy hoặc là gì hoặc có thể là những cái biển bảng biển bảng mà các bạn nhìn thấy tất cả mọi thứ là sao biết làm sao mà nó nhìn cái điều đấy các bạn nhìn thấy cái điều đấy nội dung đấy và các bạn cần phải thèm khát tức là các bạn muốn mua hàng các bạn cảm thấy rằng là rất đáng để mua hàng và cần phải mua hàng ngay dẫn như vậy thì đó chính là cái bạn mà viết content bán hàng thúc đẩy khách hàng mua hàng thì đây cũng sinh ra một cái ngành nghề nữa ở trong content marketing đó chính là gì đó chính là copy writer tức là người viết ra những cái nội dung bán hàng thì các bạn này sẽ viết ra những cái kiểu dạng như trên bao bì sản phẩm này rồi viết ra những bài viết bán hàng viết ra những bài viết thông báo viết ra những cái bài viết hướng dẫn sử dụng sau khi mua hàng bán hàng vân vân tất cả mọi thứ miễn sao là phải thúc đẩy doanh số kiểu dạng như vậy thì bạn có thể viết trên website viết trên đâu cũng được miễn là miễn sao mà khách hàng của họ đang trải nghiệm ở đấy kiểu dạng như vậy thì đó chính là cái content writer và cái vừa rồi ấy, thì từ cái vai trò này mình cũng đã gián tiếp mình giải thích cho các bạn ba từ Thứ nhất là gì? Thứ nhất đó chính là content creator. Thứ hai đó chính là gì? Content writer. Và thứ ba đó chính là gì? Đó chính là content copywriter. Đấy thì đó chính là ba cái đầu việc giải quyết cho ba vấn đề đấy. Rồi, thế thì bây giờ ấy, mình sẽ phân tích cho các bạn bản chất rồi. Thế thì vừa rồi đó chính là vai trò của content marketing. Thế nhưng mà sao các bạn nhìn thế này? À, ba cái thằng này á thật ra ấy, nhìn thì có vẻ là gì nó được viết tách ra và nó không có 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 gì chúng giống nhau nhưng thật ra không phải đâu bản chất là gì bản chất là ba thằng này nó có sự liên kết với nhau rất là rõ ràng đấy đây mấy thằng chính mình sẽ chính minh các bạn nhìn thấy này à thì đầu tiên nó chính là gì nhiệm vụ của thằng này các bạn nhìn thấy thằng content creator các bạn biết nhiệm vụ đó gì không à nhiệm vụ đó chính là gì mang khách hàng vào đây mang khách hàng về khách hàng về đấy thế bây giờ khách hàng họ vào đây rồi thì hai thằng kia là gì thằng content writer và thằng copywriter thằng copywriter viết ở dưới đi cho các bạn đỡ nhầm copywriter nhiệm vụ thằng này là gì à tao nhiệm vụ tao là chỉ là tao mang khách hàng về đây cho mày rồi khách hàng nó bay vào đây rồi đấy Bè khách hàng đứng lồm nhồm đây rồi đấy thì bây giờ nhiệm vụ của mày đó chính là gì à mày phải chăm sóc vào đi đây thằng này là chăm sóc thằng này chăm sóc. Chăm sóc khách hàng của tao đi, để sao sao chăm sóc để khách hàng nó mua tiếp cho tao đi. Thằng này sao? Mày bán hàng cho khách hàng của tao đi. Đấy ví dụ vậy thì đó chính là gì? Đó chính là thằng này thằng này mang khách hàng về. Đây mình viết từ mang thì viết lại đây cho nó cùng màu. Mang khách hàng về. Đấy, thì đó chính là gì các bạn nhìn thấy không? À, nhiệm vụ của thằng này là gì? tao sẽ liên tục sáng tạo tao sẽ liên tục tìm cách đổi mới tao sẽ liên tục nghĩ cách cách này cách cách kia tất cả mọi thứ tao nghĩ ra cách gì tao tìm cách đấy tao làm thì tức là gì tao sẽ liên tục mang khách hàng về cho công ty mày về trong cái trong cái tổ chức này của chúng ta ví dụ vậy thì bây giờ sao nhiệm vụ của thằng content writer này đó chính là mày chăm sóc khách hàng này khách hàng mua hàng đi có thể là chăm sóc này có thể là gián tiếp để giúp khách hàng mua hàng hoặc là thằng copywriter đi bây tao mang khách hàng về rồi mày phải bán hàng đi mày phải tìm cách viết bài bán hàng đi vân vân thì đó chính là gì đó chính là cái vai trò cụ thể của ba thằng này và nó có sự mũ, mối liên hệ liên kết với nhau rất là chặt chẽ như vậy và không những vậy cái thằng copywriter ấy, nó cũng có đóng vai trò đó chính là gì mang khách hàng về nữa. nhưng mà nó sẽ không mang mạnh vào thằng này thằng này mang mạnh hơn mang khách hàng về đấy kiểu dạng như vậy thế tức là mang khách hàng về thì thằng này cũng mang cũng mang này thằng này cũng mang về này đấy nhưng mà chăm sóc thì thằng này sẽ tập trung chăm sóc đấy còn bán hàng thì tập trung thằng này bán hàng Đấy các bạn nhìn hình ra hình dung được ba cái từ này đó chính là gì? Đó chính là ba cái từ C ở trong content marketing mà người ta hay chia sẻ đó chính là uh, content marketing. Đây là thì marketing. Đấy thì nó có ba chữ C ấy. Đấy thì ba chữ C này là ba chữ C đấy mình phải thích cho các bạn xong rồi hết rồi. Ok. Xong. Rồi, thế vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn xong cái phần vai trò của content marketing rồi. Các bạn có mọi người có hiểu không? Mọi người thấy mình chia sẻ có dễ hiểu không? Mọi người hiểu mọi người comment số một cho mình biết đấy. có mấy bạn học xong khóa content marketing tinh gọn rồi chắc mọi người cũng dễ hiểu hơn đúng không? Mọi người nghe rồi hôm nay nghe lại buổi số 2 chắc mọi người sẽ dễ hiểu dễ hiểu hơn rất nhiều. Rồi, ok, mọi người cần phải nghỉ giải lao một tí không? Có nhiều kiến thức quá không? À, số 2 và số 3 đi. Nếu mà ok chơi tiếp thì chúng ta số 2 mà số 3 thì chúng ta nghỉ giải lao 5 phút. chơi tiếp luôn à? Sung quá nhỉ. Mọi người khỏe thế. Không ngoài số 3 luôn à? Kinh nhỉ. Rồi, ok. Thế chơi tiếp thì chơi tiếp thôi, sợ gì. Rồi, quay lại phần nội dung chính. Vậy số 3 đó chính là tư duy content marketing. Rồi, Ở ờ, tư duy content marketing này thì trong cái buổi mà trong những cái mà a à, cái này ở trong đây là kiến thức ở trong khóa marketing tổng quan thì ok mình chia sẻ cho các bạn luôn trong này cho hiếu hỏi là có bạn nào đã học khóa marketing tổng quan chưa có bạn nào học khóa marketing tổng quan của Behinu chưa một người học rồi một cái mã số một chưa hiếu biết được không có bạn nào học chưa xem bạn nào học chưa chưa ai học đúng không trả lại comment số 1 ạ rồi ok có châm học rồi ấy, không thấy comment gì cả còn bạn nào không nhỉ thấy hôm nay thấy đông đông rồi thế đa số là chưa học đúng không rồi thì ok mình sẽ đá hình cho các bạn một chút cái kiến thức ở trong cái cho phép mình bia một chút nhé thì hiện tại ấy, là cái cái kiến thức đấy mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở trong cái khóa này này nó ở trong cái khóa này đây là trong cái khóa content marketing tổng quan này thì uh, nó ở trong cái phần mà đâu nhỉ nó ở trong phần này này phần hành trình khách hàng bộ đỡ marketing đó thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái cái tư duy ở trong phần đấy ra thì hiện tại cái khóa học này mình đang bán là giá là 600 à giá là 590.000 đấy rồi, ok thì mình sẽ hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở trong phần đấy một cái phần nhỏ trong kiến thức đấy rồi ok vậy là chúng ta sẽ sang đến phần thứ ba đó chính là tư duy content marketing tư duy content marketing rồi chữ bắt đầu hơi xấu rồi đấy bắt đầu bắt đầu ngu dốt đấy mọi người ạ rồi thì trong cái phần tư duy content marketing này thì các bạn sẽ cần phải lắm những kiến thức sau đây để các bạn có được cái content mà được bài bản và chiến lược nhất thì thứ nhất là chính là gì đó chính là hành trình khách hàng hành trình khách hàng rồi thì như các bạn vừa nhìn thấy ấy, là hành chính hàng thì rồi các bạn sẽ như nào bây giờ các bạn sẽ vẽ theo cái sơ đồ này như mình nhé để các bạn sẽ sau mình sẽ quay lại mình giải thích cho các bạn sau bạn này đối thủ của các bạn này rồi các bên truyền thông này truyền thông này đó thế là ba người thì ba người này làm cùng làm một việc đó chính là tạo thông tin đó cái thông tin thế sao bắt đầu khách hàng khách hàng nhìn thấy thì bắt đầu sao họ tạo ra nhu cầu nhu cầu sau khi có nhu cầu rồi sao bắt đầu quan tâm cái quan tâm này trước cũng được mà nhu cầu trước cũng được nhưng mà chúng ta cứ hiểu hiểu đơn giản với nhau như vậy thôi chứ không cần phải quá là chi tiết đâu quan trọng là cái nội dung chúng ta biết quan trọng là à, nó nó có trúng hay không thôi quan tâm thì bắt đầu sao Ờ... À, quan tâm thì có thể nó bay có thể nó sẽ quay lại nhu cầu nhá đây có thể là quay lại nhu cầu rồi quan tâm thì bắt đầu sao mua hàng rồi tìm hiểu tìm hiểu rồi mua hàng đó rồi ok các bạn ghi chép không chưa ghi chép nhanh nhá thì ở đây chúng ta sẽ có những cái như sau thứ nhất đó chính là bạn này khoanh ở đây luôn thứ hai đối thủ và thứ ba là các kênh truyền thông thì bạn hay đối thủ các bạn hay bên truyền thông ấy thì họ chúng ta sẽ cùng tham gia một việc đó chính là chúng ta tạo ra thông tin ví dụ bây giờ ấy là các bạn muốn bán một chiếc áo đúng không các bạn muốn bán một chiếc áo hay các bạn muốn bán đá quý chẳng hạn thế đá quý các bạn muốn bán đồng hồ dĩnh được vân vân các bạn bán dịch vụ dĩnh được spa phục các thứ vân vân tùy ví dụ vậy rồi có ba cái ví dụ đây thì ngay tức là gì để mà bán được đúng không không có chuyện là chúng ta chúng ta ngồi chúng ta khoanh chân mà chúng ta ngồi chúng ta nghĩ là khách hàng về đông quá là khách hàng về đông quá là đều đây không phải đâu thì bây giờ sao bạn áo các bạn sẽ cần phải làm gì? à các bạn sẽ tạo thông tin ra tức là các bạn sẽ phải nói là gì? à thông tin áo này hoặc là gì giá này giá này thông tin sản phẩm này hoặc là so sánh này hoặc là hướng dẫn mặc như thế nào này rồi phối đồ này vân vân này tức là các bạn đang tạo đã là thông tin đấy các bạn nhìn thấy không? đây chính là thông tin đấy rồi đá quý cũng vậy các bạn sẽ là gì? có giá này, có thông tin này, có so sánh này, có tất cả mọi thứ và đồ, các tất cả mọi thứ nó đều format đều như vậy hết. thì tức là gì? để là bán hàng đúng không? thì các bạn phải đăng lên là sản phẩm giá bao nhiêu, hoặc là thông tin sản phẩm này bao gồm những cái gì, áo này nó gồm chất vải gì, chất liệu gì, đá quý thì là gồm là nguyên liệu gì, đồng hồ là được cấu thành bởi các cái hợp kim gì, hoặc là uh, theo đồng hồ điện tử hay đồng hồ cơ vân vân kiểu như vậy, rồi tương tự như vậy với các nội dung còn lại. tức là gì? tức là các bạn và đang tạo thông tin. thế nhưng mà sao? có phải mỗi mình bạn tạo thông tin đâu? thằng khách hàng, thằng đối thủ các bạn thằng đối thủ các bạn nó cũng tạo thông tin mà đấy thì các bạn nhìn thấy không thì tức là gì cũng tạo thông tin và truyền thông thì sao họ cũng tạo thông tin tức là họ nói này hết thì thời tiết này khí hậu này rồi đến con người rồi đến thời trang trend rồi đến xu hướng thế giới tất cả mọi thứ đều bản chất tạo thông tin và khi mà khách hàng họ nhìn thấy cái thông tin giá này các thứ mọi thứ này bắt đầu sao họ có nhu cầu hoặc họ quan tâm tùy họ có thể họ có nhu cầu quan tâm hai cái thằng này nó la lá nhau mà thì mình cứ ví dụ chung chung vậy đi họ có nhu cầu quan tâm thế sau khi mà có đúng không đây trước, trước 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 đoạn đấy thì khách hàng nó phải nhìn thấy đó, nó phải biết được đó, là có cái bài viết, nó phải thấy rằng là cái nội dung đang tồn tại đó, rồi thế tức là gì? bắt đầu khách hàng có nhu cầu, họ quan tâm thì bắt đầu họ chuyển sang một việc đó chính là họ đi tìm hiểu, à, xem rằng là cái giá của áo này đắt hay rẻ, thông tin của áo này đúng không? rồi có phải đúng chất vải như vậy nó như vậy không? hoặc là đá quý như vậy giá như vậy là ok chưa? thông tin có gì hấp dẫn không? rồi thế này thế kia, đồ gỗ đồ cổ tất cả mọi thứ tương tự như vậy, thì khi đó là tìm hiểu đúng không? thì bản chất các bạn bây giờ chúng ta sẽ đơn giản lại vấn đề như sau là giả sử bây giờ các bạn đóng vai trò là khách hàng đi các bạn đóng vai trò là người nhìn thấy đi rồi bây giờ các bạn nhìn thấy một cái laptop các bạn nhìn thấy một cái áo các bạn nhìn thấy một cái điện thoại mới ra thì ngay tức các bạn có nhu cầu các bạn có thông tin đúng không thì các bạn sẽ đi tìm hiểu ok thì đoạn tìm hiểu này các bạn sẽ phải rõ ràng ra là ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu gì các bạn có thể là các bạn có thể các bạn lên youtube để các bạn làm một việc đó chính là gì các bạn xem review xem rằng là cái laptop này có đẹp không có đúng không cái điện thoại này có hấp dẫn không cái điện thoại này dáng giá đồng tiền không hoặc là các bạn xem rằng là cái chỗ uh, đồ ăn này, chỗ cửa hàng này có ngon không ví dụ như vậy để review được hôm nào đi xem ăn hoặc là các bạn có thể lên gì lên tiktok, youtube này lên tiktok này rồi các bạn có thể lên gì lên website ví dụ bây giờ các bạn đọc về chứng khoán, các bạn đọc về tài chính, các bạn đọc về những cái liên quan thông tin kiến thức thì các bạn sẽ lên website rồi hay là có những cái các bạn sẽ cần phải hỏi đáp, các bạn sẽ cần phải lên diễn đàn ví dụ như vậy thì các bạn có thể vào group vân vân thì tất cả mọi thứ là gì các bạn sẽ cần phải uh, tin tức uh, chia sẻ hỏi đáp vân vân đấy thì mỗi một thằng nó sẽ có một vai trò khác nhau thì như vậy á uh, hoặc là gì còn thiếu thiếu nhiều lắm nè ví dụ như các bạn uh, ví dụ các bạn mua mua áo đâu các bạn sẽ vào đâu các bạn vào shopee để check giá Check giá đấy các bạn nhìn thấy không đấy thì khi đó sao à thằng này bán đá đắt lói ấy. thế mà bảo rẻ lắm ví dụ như vậy thì sau khi mà các bạn đã giải quyết được xong những cái vấn đề này rồi thì bắt đầu các bạn sẽ có một hành vi đó chính là mua hàng đấy thì các bạn nhưng mà bây giờ mua hàng ở đây chúng ta sẽ có hai trường hợp xảy ra các bạn nhìn thấy này rồi thế hiện tại bây giờ thì khi mà có nhu cầu hay không có nhu cầu thì nó sẽ có hai trường hợp đúng không trường hợp thứ nhất là nó sẽ quan tâm mà tìm hiểu đúng không thì trường hợp say yes rồi trường hợp say yes say yes rồi thằng say no rồi sao không chơi nhá không quan tâm thằng này đến đây nâu no, không quan tâm tức là nhìn thông tin họ không quan tâm bỏ qua không quan tâm một này nữa thầy có nhu cầu xong rồi nó không quan tâm bỏ qua đấy như vậy thế nhưng mà bây giờ mình nói về toàn trường hợp xây tôi nhé đang mặc định là khách hàng Đó đi theo đúng đúng cái một cái cái, cái cái cái, quãng đường này thì bắt đầu nó quyết định là mua hàng thế bây giờ mua hàng cái sẽ hai trường hợp xảy ra trường hợp thứ nhất là gì à bạn đăng thông tin khách hàng có nhu cầu họ quan tâm họ tìm hiểu và họ mua hàng thế bây giờ sao thứ nhất là bạn là a rồi thứ nhất là a là mua hàng của bạn và thứ hai nữa chính là gì à khi mà khách hàng họ tìm hiểu đúng không nó họ lên google họ lên shopee họ check giá này họ lên xem review trên youtube tiktok này họ lên website họ đọc này họ lên group họ, họ hỏi này thì trường hợp thứ hai nó sẽ là gì mua hàng của chỗ b b b b đấy các bạn nhìn ra vấn đề không đó thế tức là gì tức là các bạn khi mà các bạn làm ra một chiến dịch content marketing ấy hay là một chiến dịch nội dung chiến lược marketing ấy thì tức là gì tức là các bạn sẽ phải tìm cách tạo ra nội dung và cái nội dung này khách hàng tuyệt vời nhất là gì tuyệt vời nhất là đỉnh cao nhất là khi mà tạo thông tin khách hàng có nhu cầu phát là quay lại mua của bạn luôn đấy thì tức là gì tức là trường hợp a đấy thì đấy là các bạn đỉnh cao các bạn giỏi rồi các bạn xuất sắc rồi các bạn đã trúng cuối marketing rồi thì ok mình ở đây mình đang dạy là những cái người nhập môn thành ra ok đoạn này chúng ta bỏ nhé rồi hoặc là sau này thì sẽ trong khoa học thì mình cũng có nói sâu hơn phần này rồi thì các bạn sẽ là gì à khách hàng nhìn thấy đúng không thì bao họ sẽ tạo ra cái hành trình như này và cuối cùng là khách hàng họ sẽ mua hàng đó thì đây là trường hợp thứ nhất là quá tuyệt vời tức là mua hàng của bạn cái trường hợp số 2 chính là gì là khách hàng họ tìm hiểu nhưng mà họ thấy nội dung bài viết của các bạn thông tin nó chưa đủ thì tức là gì nó sẽ đi sang các chỗ khác để tìm tìm hiểu thế thì đóng vai trò ở đây đó chính là quay lại cái phần chính của chúng ta đó chính là cái tư duy làm content marketing thì tư duy mà content marketing tức là gì các bạn sẽ phải hiểu được các bạn sẽ phải biết được là trên cái hành trình rồi cái từ này trong cái sơ đồ này mình sẽ gọi một từ đó chính là hành trình Hành trình khách hàng Hành trình khách hàng các bạn ấy Rồi thế thì bây giờ các bạn sẽ nhìn này Tư duy của một người làm content marketing ấy Tức là các bạn sẽ phải viết ra một cái bài Đây đó chính là gì Đây chính là phải bài content các bạn này Đấy các bạn nhìn ra content marketing các bạn chưa Rồi mình cứ viết content cho nó ngắn gọn nhé Rồi thì content marketing các bạn viết ở đây Các bạn sẽ hiểu được rằng Khi mà các bạn viết bài nội dung này Thì bài nội dung này của bạn nó chính là gì Nó chính là chia sẻ hay nó là cái mà liên quan đến thu hút hay nó liên quan đến bán hàng thì nhiệm vụ của nó sẽ là làm điều, điều gì là quan trọng nhất. Thế sau khi làm điều gì ấy thì khách hàng sau khi nhận được điều ra đấy điều đấy rồi ấy, thì bắt đầu họ sẽ chuyển sang giai đoạn gì tiếp theo? À đến giai đoạn của nhu cầu sau, Họ đang nghĩ gì và họ đang quan tâm điều gì? Thì các bạn sẽ phải có những cái bài content marketing tiếp theo để giải quyết cái phần đấy vấn đề đấy của khách hàng đó là khách hàng họ đang quan tâm rồi thì bây giờ sao họ sẽ cần tìm hiểu thì tìm hiểu thì khách hàng họ sẽ cần tìm hiểu những nội dung gì thì tức là các bạn cũng sẽ phải chuẩn bị những cái bài content marketing mà nó giải quyết tất cả những vấn đề này tức là bạn sẽ không cần phải tìm hiểu đâu ở đây mình có hết cho bạn rồi bạn cứ tìm hiểu luôn cho mình ở đây ở đây các thứ đi ví dụ như vậy thì khi mà các bạn là có những cái nội dung mà nó giải quyết được tất cả những cái vấn đề khách hàng khi mà trên hành trình họ trải nghiệm như vậy rồi ấy, thì chắc chắn rằng gì cái tỷ lệ mà khách hàng họ bị rơi vào trường hợp b này để mua hàng này thì nó sẽ càng ngày càng thấp đi và cái tỷ lệ mua hàng ở A này càng ngày càng cao lên thì đó chính là cái tư duy của một người làm content marketing. Thế thì bây giờ ngay tức là gì? Các bạn viết ra những cái bài viết ở trên fanpage ấy, hay các bạn lên trên website ấy, thì ok đấy là vấn đề các bạn bạn chọn đăng tảng các bạn mình không có bận tâm vào nó nhưng mà nhưng mà khi mà các bạn viết ấy thì các bạn sẽ phải hỏi các bạn sẽ phải đóng vai trò là khách hàng và các bạn sẽ hỏi những câu hỏi là sản phẩm này nó có hữu ích không sản phẩm này nó có thực sự là quan trọng không sản phẩm này nó có tốt như suy nghĩ không sản phẩm này đã có ai gì view chưa sản phẩm này abc C, Z thì đấy là tùy chủ đề các bạn tùy vào dịch vụ các bạn thì mỗi một cái chủ đề và một dịch vụ khác nhau thì nó sẽ có những cái câu hỏi khác nhau nhưng mà nhiệm vụ các bạn đó chính là các bạn sẽ cần phải đặt ra càng nhiều câu hỏi càng tốt thì như vậy sau đó thì các bạn sẽ đi giải quyết những cái câu hỏi đấy thì càng tốt thì tức là cái tỷ lệ khách hàng bị sử dụng của các bạn càng thấp và uh, không những vậy á, các bạn có thể là gì biên tập từ những cái feedback khách hàng biên tập từ những cái vấn đề khách hàng từ những cái khó khăn khách hàng và các bạn sẽ chuẩn bị ra những cái nội dung đấy một cách làm sao mà có sự logic một cách có sự hiệu quả nhất thì từ như vậy nhé thì cái bài content marketing của bạn nó mới thực sự là tốt mới thực sự ở đỉnh cao kiểu dạng như vậy thế thì khi đó các bạn nhìn thấy rằng là khi mà người ta đi vào một cái website ấy, thì đầu tiên là không chỉ có đơn thuần về nội dung nhé họ sẽ có thêm những cái mục các bạn có thể là ví dụ như là đây Ví dụ uh, hiện tại thì mình cũng chưa phải làm bài bản đâu tại vì mình cũng khá là bận mình chưa tập trung vào cái này của mình. Thế nhưng mà sao? Khi mà vào website ấy, thì đầu tiên là ít nhất là gì sẽ phải có thông tin để bán hàng là một này. Đấy, ví dụ như vậy. Rồi sẽ có những cái ví dụ như là uh, thông tin bán hàng là cái điều chắc chắn đây này. Rồi xong rồi đến sẽ cái đến cái mục là vì sao là lựa chọn chúng ta này hoặc là có những cái văn hóa để build trust niềm tin này thì đây là những cái basic thôi. Tiếp tục là chúng ta sẽ có những cái phần tin tức hoặc là phần chia sẻ thì hiện tại ở trong Hinu mình nó không có phần tin tức thì có những cái mục chia sẻ để giải quyết những cái vấn đề cho các khách hàng ví dụ như vậy hoặc là gì hoặc là mình không tập trung vào website mình còn đang tập trung mình làm hẳn một kênh YouTube thì cái kênh YouTube này thật ra mình chả kiếm được đồng tiền nào từ đây cả mà cái kênh YouTube này mình lập ra chủ yếu chỉ để là gì giải quyết tất cả những cái vấn đề của các bạn cái kênh YouTube này mục đích chính là gì à nhiệm vụ của chính nó chính là nó sẽ đi giải quyết tất cả những cái vấn đề câu hỏi các bạn đó chính là các bạn gặp vấn đề là à cái thị trường như thế nào thì mình có video cái thị trường luôn sẽ đáp phòng marketing như thế nào mình có video xếp phòng marketing luôn cho các bạn rồi chưa có content hay là gì lộ trình học marketing như thế nào hay là tự học marketing như thế nào tất cả mọi thứ thì tức là gì tức là mình đã biết được điều yếu tố là các bạn sẽ định quan tâm cái yếu tố gì và các bạn định tìm hiểu cái yếu tố gì và mình sẽ ok nếu mình có thời gian chắc chắn là mình sẽ không thể bỏ ra một ngày hai ngày để mình ngồi mình làm phát đủ hết được nhưng mà mình sẽ làm dần 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 và chắc chắn rằng trong tương lai thì vô tình là gì vô tình là một hôm mà bạn đang thắc mắc là gì à không biết là cách nghiên cứu thị trường như thế nào vô tình bạn xem được cái video nghiên cứu thị trường của mình thế là khi đó sao các bạn bạn về với cả trong cái hệ thống này của mình à mình đã có một chương trình hệ thống giải quyết tất cả những vấn đề này các bạn rồi hoặc là hôm nay bạn đang thắc mắc là học như thế nào hoặc là bắt đầu học marketing như thế nào hoặc là lên học gì khi mà học marketing trước hoặc là viết content như thế nào Biết làm sao mà các bạn lên đâu đó các bạn tìm đều thấy mình và sau khi thấy mình rồi thì các bạn nhớ cái đoạn đề không đây các bạn nhớ đoạn này không? à cuối cùng là thấy mình rồi đúng không? ok tức là các bạn nó bơi vào đây rồi này, rồi các bạn đấy thì tức là gì? à tức là lúc đấy vì sao các bạn sẽ được gặp những cái nội dung mà content writer mình vã vào là mua hàng đi mua hàng đi hoặc các bạn sẽ gặp những cái liên tục cái nội dung chia sẻ kiến thức của mình. à hôm nay tôi chia sẻ chia sẻ chia sẻ chia sẻ đấy kiểu dạng như vậy thì tức là các bạn sẽ hiểu và các bạn sẽ đây ở cái đoạn kia mình xóa mất rồi tức là gì các bạn sẽ càng ngày càng 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 hiểu mình là ai và các bạn sẽ càng ngày càng nhớ mình hoặc là các bạn có nhu cầu hoặc là các bạn quan tâm và các bạn đến lúc mà các bạn các bạn mà bắt đầu các bạn đến giai đoạn mà các bạn cần mua hàng thực sự này thì khẳng định với các bạn một điều đó chính là gì chắc chắn là các bạn sẽ quay lại mua hàng của a rất là cao mà không phải là của b thì đó chính là gì đó chính là cái tư duy viết content cái tư duy sorry các bạn đó chính là tư duy của một người làm content marketing thì cái content marketing này giống như đoạn đầu mà hiếu nói vai trò với mọi người ấy, tức là gì marketing nó làm cái điều gì ấy? thì content marketing ấy nó là đi sát lách với thằng marketing luôn tức là thằng marketing nó giống như là một thằng bộ khung bộ xương ở à, một con người hoàn chỉnh bàn thể bàn chỉnh ấy. thì cái content marketing nó giống như là mạch máu ấy, nó đi khắp nơi tức là chỗ nào mà không có máu chỗ nào mà không có content marketing ấy thì chỗ đấy là cái chiến lược marketing của doanh nghiệp đấy nó sẽ bị khuyết các bạn hình dung không thì vừa rồi ấy, vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn đó chính là cái tư duy content marketing thông qua một cái kiến thức đó chính là hành trình khách hàng ở trong cái phần khóa học là uh, content tổng quan sorry các bạn ở trong cái phần là khóa học ở trong phần kiến thức là hành trình khách hàng ở trong khóa content tổng quan đấy thì nếu mà các bạn mà cảm thấy hứng thú và các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn có thể mua cái khóa học để ủng hộ mình còn không thì uh, các bạn có thể tìm hiểu thêm uh, dần dần thì mình cũng chia sẻ hết thôi mình sẽ đăng lên facebook mình tìm các bạn tìm hiểu thêm ví dụ như vậy đó thì vợ rồi thì mình đã chia sẻ xong cho các bạn cái cái tư duy content marketing nhờ từ cái hành trình khách hàng và cuối cùng là nhiệm vụ cuối cùng là chính là gì? Là làm sao để khách hàng họ mua hàng các bạn được thì như vậy là các bạn thành công và các bạn chiến thắng thì đó chính là một người làm content marketing giỏi hay 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 đây cũng chính là một cái kiến thức mà để cho các bạn sau này các bạn định hướng để các bạn phát triển doanh nghiệp các bạn phát triển sản phẩm dịch vụ các bạn hoặc là sau này định hướng để cho các bạn có tư duy để sau này các bạn trở thành những cái người làm quản lý nhiều hơn kiểu dạng như vậy đó còn nếu mà các bạn bắt đâm đầu và các bạn viết bài viết bài viết bài ấy, thì đấy chính là gì các bạn chỉ đang làm thợ thôi tức là gì đây này còn nếu mà các bạn chỉ đâm đầu và viết bài viết bài đây sorry đợi mình một tí mình bật lại cái đấy tức là gì các bạn tập trung vào viết chia sẻ các bạn tập trung vào viết thu hút các bạn tập trung về viết bán hàng các bạn tập trung bất kể một cái gì đó thì tức là gì các bạn đang là một người làm kỹ thuật và các bạn đang làm thợ thì bản chất rằng các bạn chăm chỉ các bạn vẫn thành công thôi nhưng mà ý ở đây là mình đang tả cho các bạn một bức tranh lớn hơn để các bạn hiểu được là à, bây giờ mình chăm chỉ nhưng mà mình sẽ có chiến lược của sự chăm chỉ và mình biết là mình đang tập trung và chia sẻ thì để sau này mình đi làm cái gì hoặc là mình tập trung vào bán hàng mình làm cái gì hoặc là mình tập trung thu hút để làm cái gì kiểu như vậy thì đó chính là một cái tư duy của một người làm content marketing nó sẽ phải rộng ra như vậy thì như vậy sau này các bạn sẽ quay là các bạn sẽ chiến lược của các bạn nó sẽ sáng sủa hơn rất là nhiều kiểu dạng như vậy ok thế thì vừa rồi đã mình đã chia sẻ xong cho các bạn rồi đấy mọi người có hiểu không tương tự như mọi lần thôi mọi người hiểu mọi người comment cho mình số 1 để mình biết và comment cho mình số 2 đi nếu các bạn có câu hỏi gì thì mình trả lời cho các bạn mọi người có hiểu không mọi người hiểu mọi người comment số cho mình biết mọi người thấy nội dung có dễ hiểu không cho mình xin cảm nhận một chút đi chúng ta giao lưu nhau một tí mọi người có dễ hiểu không Cuốn lắm à? Ok, thank you em. Rồi. Ok, thank you mọi người. Rồi, cứ lịnh thế là mình thấy yêu đời hẳn đấy các bạn ạ. Một ngày không kiếm được tiền nhưng mà về được lịnh cái là nó sáng sủa hơn rất nhiều. Rồi, anh có thể chia sẻ một bài, bài con tên làm ví dụ được không? Thì Trâm ơi, anh đang có một cái, anh đang có một cái này này. đây anh đang có một cái lớp đó chính là đâu nhỉ ở content marketing Hindu with fan ấy thì trong nhóm này anh đang chữa bài cho mọi người em mọi người học viết bài ấy đây là mọi người sẽ viết bài trong này xong rồi anh sẽ chữa, chữa, chữa bài cho mọi người quay thực chiến luôn ấy các bạn sẽ viết bài xong rồi anh sẽ chữa bài cho mọi người là mọi người cải thiện vào từng bài cụ thể ví dụ như là ở content làm những cái gì cái gì này xong mọi người sẽ viết bài này xong rồi anh sẽ chia sẻ chữa bài cho mọi người đấy kiểu dạng như vậy Đấy, đây là những cái mà anh chữa này, đấy. Đấy, kiểu dạng như vậy thì em có thể tham gia cái đấy anh sẽ chia sẻ sâu hơn. Còn bây giờ trong cái buổi hôm nay chắc anh sẽ thuần về chia sẻ kiến thức nhiều hơn. Còn cái này là phần mà kỹ thuật rồi. Cái kỹ thuật này thì anh nghĩ là sẽ nó mất thời gian của mọi người lắm thì anh sẽ không chia sẻ sâu vào đây. Ví dụ như vậy, hoặc là bạn Dan Vi này, bạn Dan Vi này học mình từ học mình từ lâu lắm rồi, bạn này thân mình phép. Đấy, ví dụ vậy thì mình chữa bài với bạn Dan Vi này, mình gợi ý cho bạn đấy bạn có, có tư duy để bạn phát triển cho từng bài cụ thể hơn này, kiểu dạng như vậy. Đó, thì em mà em thích ấy, thì em có thể choi vào đây mấy bạn này đang vào nhận bài viết để mình chữa bài này đó thì mọi người cứ vào nhận nội dung xong rồi mọi người sẽ biết xong rồi mọi người trả link này xong rồi mình sẽ vào mình chữa cho mọi người thì nó sẽ thực chiến hơn còn buổi hôm nay là buổi thuần về chia sẻ kiến thức đó thì em có thể tham gia em quan tâm em tham gia nhóm đấy thì anh sẽ chữa thêm cho em rồi ok cảm ơn mọi người rồi ok thế thì vừa rồi ở ờ, đăng ký khóa content à? đăng ký khóa content thì đây em vào anh sẽ gửi xin phép mọi người 2 phút để mình bán hàng một tí nhá <laughs> có tiền mọi người ơi có tiền thế là có tiền rồi mọi người ạ đây khóa content tinh gọn này đấy, em đăng ký vào đây cho anh được đây nhá mọi người muốn học thêm về content tinh gọn thì mọi người có thể đăng ký ở trong đấy hoặc là các bạn có thể các bạn muốn đăng ký về cái marketing tổng quan mà cái kiến thức vừa rồi mình chia sẻ các bạn ở trong phần kiến thức marketing tổng quan này thì các bạn có thể đăng ký cái cái link này ok thì có hai lớp đấy mọi người học trước ấy học cơ bản hai lớp đấy là các bạn cũng đã rất là professional rất là đỉnh cao rồi chưa cần phải gì nhiều đâu rồi thế thì vừa rồi là hơi bán hàng một tí bây giờ chúng ta sẽ quay lại nội dung cuối cùng mà trong buổi hôm nay hiếu chia sẻ với các bạn đó chính là tối ưu content marketing đó thì đấy là phần cuối cùng của buổi ngày hôm nay là phần tối ưu content marketing rồi tối ưu content marketing thì tối ưu content marketing ở đây ấy, thì hiếu sẽ chia thành hai phần phần thứ nhất là phần bài viết rồi các bạn ghi chép nhé đây số 4 này này như nãy giờ hiếu không biết số đâu thôi chả biết số đó cuối cùng là tối ưu content marketing đó à, chữ lại xấu rồi. Rồi ok. Thì trong từ yêu content marketing này thì Hiếu sẽ có hai nội dung chính để chia sẻ cho các bạn. Thứ nhất đó chính là phần bài viết. Thì phần bài viết này thì sẽ bao gồm hai thứ. Thứ nhất là phần nội dung là phần text. Phần nội dung ở đây là ý là nội dung nhỏ hơn nhá, có nghĩa là cái phần text ấy. Thế mình mới phải mở ngoặc đây cho các bạn dễ hình dung chứ không dám viết ra đầu các bạn lại tưởng là cả nội dung lớn. Thứ hai là phần hình ảnh. Hình ảnh đây là visual, và phần hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh thì bao gồm cả hình ảnh hoặc video, phần video tiếng Anh dịch ra là hình ảnh hoặc video. Rồi, ok, thì tối ưu ở đây sẽ bao gồm như sau là mình sẽ cho các bạn một vài cái kiến thức để các bạn có thể tối ưu cái bài viết của bạn sẽ tốt hơn. Ồ, à, để mà tối ưu ấy thì mình đã có một cái video mà mình uh, chữa bài cho một bài bạn đã tham gia khóa ấy. thì đây này mình đã có riêng một cái bài này, mình chữa chữa rất chữa chi tiết các bạn có thể xem là mình chữa cho những học viên khác để các bạn có thể rút ra kinh nghiệm các bạn thì trong trong khi mà chữa ấy, mình đã chia sẻ rất nhiều các cái kỹ năng và chia sẻ rất nhiều các cái tư duy để các bạn có thể phát triển những cái bài sau thì các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé thì các bạn cứ cứ đá qua vào cái 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 youtube mình cái youtube này thôi mình mới làm cái youtube này cũng chưa lâu đâu đấy thì các bạn đá qua vào thì nó chính là chữa content đấy viết sai chính tả này chữa content và những lỗi thường gặp này đấy thì các bạn có thể vào đấy rồi còn trong buổi hôm nay thì mình sẽ đá qua cho các bạn đó chính là cái tư duy về hình ảnh mà video thì thứ nhất này là cái tư duy về phần tech là phần nội dung này này đó thì các bạn sẽ phải yếu tố sau đây bao các bạn thứ nhất là các bạn có phải kỹ có kỹ năng viết này kỹ năng viết rồi thì đây là kỹ năng viết mà bạn nào bạn ấy viết hay văn của bạn tốt thì ok thì content bạn đọc nó cảm giác nó 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 bay hơn một tí ok mình mình chia sẻ các bạn là mình là một trong những thằng mà ngày xưa năm lớp 12 là mình tí bị đúp bởi vì môn văn tại vì hồi ấy học ngu quá xong rồi bạn bè nó xui mang vào văn và chép thế là bị chép thì bị bắt thế là bị không điểm cuối kỳ thế sau là tí nữa thì bị đúp may có thầy xin cho mình ngày xưa học chuyên a thành ra là văn dốt lắm thế nhưng bây giờ cuối cùng vậy thằng thằng đi dạy content marketing mọi người ạ thì tức là gì tức là cái kỹ năng viết này này nó chỉ chiếm khoảng tầm là gì nó chỉ chiếm một tầm cái cái content bạn hay không thì chỉ, chỉ chiếm một tầm 20 10 đến 30 phần trăm là nhiều rồi, nó không phải ảnh hưởng nhiều đâu rồi đấy thì tức là gì đấy là kỹ năng viết là một này thứ hai là cái 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 logic logic bố cục bài đấy mình đã tạm gọi như vậy cho các bạn dễ hình dung thế thì cái logic bố cục bài sẽ như thế nào thì các bạn sẽ hiểu đơn giản là bây giờ ấy, đây chính là một cái bài viết các bạn đó thì cái bài viết này nó sẽ có những cái từ trên dưới từ trên dưới từ trên dưới đấy thì bây giờ ấy, cái tư duy bố cục để cho cái bài viết có thể các bạn hay hơn nhé thì các bạn sẽ làm cho mình những công việc như sau thứ nhất là gì các bạn sẽ phải là gì cái tiêu đề các bạn cái tiêu đề nó là cái gì nó chính là cái cái tiêu đề này nó chính là cái 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 đầu tiên đầu tiên nó đập vào mặt khách hàng ấy đấy các bạn nhìn thấy không đôi thì khi đó sao cái tiêu đề các bạn sao hay cho mình vào hay vào là tiêu đề các bạn kêu vào hay vô thì khi đó sao nó giống như là các bạn hiểu đơn giản là cái tiêu đề là giống như là cái cánh cửa đấy để các bạn bước bước vào một cái căn nhà bước vào một căn phòng hoặc là để bắt đầu chơi một ai đó dạng như vậy thế bây giờ cái cánh cửa trông nó các bạn hình dung chuẩn bị bước vào cái nhà trong cánh cửa nó lụp xụm, trong nó đổ vỡ trong nó kiểu nó hỏng trong nó kiểu bẩn bẩn các thứ ấy. thì các bạn sẽ cảm nhận rằng cảm nhận rằng là trong cái nội dung ở phía bên trong ấy nó sẽ không ra gì cả tại cái cửa nó không ra gì rồi như vậy thì đó chính là cái tiêu đề và cái tiêu đề đó chính là gì nó chính là cái mà cái cơ hội để khách hàng ở lại với các bạn và là chính là cái cơ hội để khách hàng họ quyết định đọc cái bài viết này các bạn tức là gì cái bài viết này các bạn nó cực kỳ hay luôn Mình khỏi khẳng định các bạn là bài viết của các bạn siêu hay luôn thế nhưng mà sao không có tiêu đề thì giống như kiểu là các bạn đã bị khuyết tật một phần rất là quan trọng ấy, kiểu dạng như vậy thì tức là gì tức là người ta sẽ không nhìn tiêu đề của các bạn thì người ta rất khó để người ta đưa ra đọc cái bài viết của các bạn tại vì uh, cái này mình sẽ nói theo cái xác uh, suất thống kê cái khoa học chứng minh nhá là tức là gì tỷ lệ để một người người ta đứt qua một cái bài viết của bạn ở trên một cái 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 bài báo, trên một cái trang viết thuộc trên một cái blog hoặc một, một cái gì đó như vậy thì cái tỷ lệ mà khách hàng lướt qua bạn ấy là giờ gì nhỉ? À cái tỷ lệ mà bạn ở lại với khách hàng ấy, nó chỉ chưa đến 3 giây, tức là khi mà họ lướt vào ấy, họ nhìn thấy rất nhiều các bài viết ấy, thì khi đó họ sẽ đảo mắt rất là nhanh và tỷ lệ mà bạn ở lại với người ta chỉ 3 giây và tỷ lệ họ lự, lựa chọn bạn ấy cực kỳ thấp thì nó khoảng tầm là Hồi mình nhớ là một cái tỷ lệ gì nhưng mà mình quên quên mất rồi thôi, mình quên rồi xong mình không không giảng linh tinh. Thì cái hiểu đơn giản rằng là uh, khách hàng họ rất khó để đưa quyết định bài viết đọc bài viết của các bạn trong khi còn rất nhiều các bài viết khác nữa kiểu dạng như vậy thế thì nhiệm vụ của bạn đó chính là phải chứng minh cái bài viết của các bạn nó là một bài viết rất là quan trọng và người ta cần phải đọc nó thì để chứng minh cái bài viết đấy cần một đống chữ để đáp vào mặt người ta như vậy thì rất là khó thì khi đó sao chúng ta sẽ phải dùng cái tiêu đề để tóm tắt lại cả cái nội dung này của các bạn đó, các bạn hình dung không? à cái bài viết này của các bạn cần phải hay đúng không thì khi đó tiêu đề của các bạn phải hay thì người ta mới tin là bài nội dung này của bạn mới hay thế nhưng mà bài viết của bạn quá hay tiêu đề các bạn tiêu đề các bạn đọc trả ra cái gì cả thì khi đó thì nó sẽ đánh giá gần luôn là cái bài viết của bạn không hay luôn kiểu như vậy thì đó chính là cái tiêu đề các bạn cần phải hay cho mình thế thứ nhất là một tiêu đề thứ hai rồi thứ nhất là tiêu đề và thứ hai đó chính là gì các bạn sẽ phải bố cục bài viết của các bạn tốt cho mình bố cục nội dung của các bạn tốt thật tốt, tốt vào thì bố cục bố cục sẽ như sau mình sẽ lấy cho các bạn một bài ví dụ như là một bài bạn một bài bạn bên Hinu viết đi Đây. Đây, đâu nhỉ? Các bạn đợi mình một tí. Thì bố cục các bạn cho mình sẽ giải thích cho các bạn cụ thể luôn này. Đây là ví dụ như bố cục này. Tức là gì? Đây nhá, mình cái ví dụ bài viết của mình đi, trả về SEO bằng nào cả. Giả sử mình lấy bài này đi thì các bạn nhìn thấy không? đầu tiên ngay tức là gì khi khách hàng họ đọc vào nội dung của mình ấy họ sẽ phải nhìn thấy ngay đó chính là gì lộ trình học marketing tinh gọn bạn lên tham khảo Úi rồi đọc cái đã cảm thấy rằng là mình phải cần phải đọc bài viết này rồi các bạn hình dung vào cái tiêu đề cảm giác là đã, đã đã sát thương như vậy rồi đấy thì như vậy đó ờ, sorry các bạn tí rồi thì các bạn nhìn thấy này ngay tức là cái tiêu đề các bạn phải cực kỳ sát thương vào. thế xong khi đó thì bắt đầu các bạn sẽ phải chia nội cung bố cục ra tức là gì à bây giờ mình đóng vai trò là mình là khách hàng thì uh, mình đóng vai trò là khách hàng thì ngay tức là mình nhìn thấy cái lộ trình học marketing tinh gọn này thế nhưng bây giờ mình chưa có đủ thời gian để mình đọc à, mình hiểu điều đấy thì khi đó là sao à mình sẽ đọc lướt qua là ok cái nội dung cái cái tiêu đề nó kéo mình ở lại đọc bài viết này rồi nhưng bây giờ mình bận quá mình chưa kịp đọc thì bây giờ mình nhìn thấy là a à, nó cũng đầu mục chính này Thứ nhất là cần phải nắm được kiến thức marketing tổng quan và mảng chuyên môn này. Thứ hai là gì? Thứ hai là đây. Đấy thì đâu nhỉ? À đây là cái tiêu đề sai. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là cái kiến thức tổng quan là bạn sẽ cần phải nắm này, thứ hai là các mảng nhỏ trong marketing này, ví dụ như vậy. Rồi đến các cái nội dung ví dụ như là đây, à kiến thức tổng quan trong marketing này, cái kia là cái phần tiêu đề phụ thôi. Rồi, thì kiến thức tổng quan marketing này, thứ hai là content này, thứ ba là học thiết kế này, thứ tư là học xây dựng nền tảng online này, thứ năm là học về lưu lượng truy cập nền tảng này tức là gì tức là ngay lập tức mình là một khách hàng mình chỉ cần đọc cái tiêu đề thôi mình đã biết là cái bài viết này đã đã biết vào những cái gì rồi và mình thấy rằng là gì a à, cái nội dung này nó quá cần thiết cho mình thì ngay lập tức là gì mình sẽ làm một hành động đó chính là mình phải chia sẻ bài viết này lại có thể là chia sẻ chỉ mình tôi hoặc có thể là mình sẽ lưu bài viết này lại hoặc có thể là mình sẽ chấm một cái để là gì để lần sau mình sẽ quay lại đọc bài viết đấy kiểu dạng như vậy hoặc là mình sẽ ví dụ các bạn một cái đơn giản hơn nhé giống như kiểu khi mà các bạn đi vào một cái tiệm sách ấy, các bạn định mua một quyển sách gì đó về phát triển bản thân hoặc các bạn định mua một quyển sách gì đó là các bạn update lên kỹ năng mềm các bạn thì ngay tức là gì các bạn sẽ đọc cái tiêu đề của cái quyển sách đấy à cái tiêu đề này nó có hay không nó có phù hợp với các bạn không thế sau khi các bạn đọc cái tiêu đề xong rồi bạn quyết định bạn cầm tiêu đề lên để bạn để bạn đọc nó thì bắt đầu các bạn bạn sẽ đọc đến cái phần đó chính là là đọc mục lục đúng không ok rất mình khẳng định các bạn chắc chắn là các bạn sẽ đọc mục lục ở trong cái phần đấy có thể một vài bạn sẽ không đọc mục lục nhưng mà phần lớn là chúng ta sẽ đọc mục lục và chúng ta xem mục lục nó có phù hợp với chúng ta không thì như vậy chúng ta sẽ đưa ra quyết định để chúng ta đây là thì khi đó chính là gì đó chính là cái bố cục các cái nội dung thứ tự nội dung thì như vậy á là họ nhìn thấy bài viết chúng ta trông nó rất đầy đủ trông nó rất chuyên nghiệp và trông nó rất đáng để đọc và khi đó họ sẽ quyết định ở lại đọc của chúng ta và tiếp tục này bắt đầu họ sẽ đến những cái tiếp theo là a à, là bắt đầu họ sẽ đọc thử một vài nội dung đọc thử Đấy mình đang ví dụ là đây trong những người mà không có thời gian nhất, còn lại khi mà người ta cũng có thời gian rồi thì chắc chắn người ta ở lại đọc mình rồi, chỉ cần tiêu đề các bạn thắng là người ta ở lại đọc, đọc với mình rồi. Rồi dạng như vậy, bố cuộc các bạn hay chắc chắn người ta đọc thử với các bạn rồi. Đấy trong trường thứ ba là họ vẫn đang bận và họ đọc họ đọc thử thì khi đó sao họ đọc tiêu đề thì sẽ có cái phần mô tả thêm của phần tiêu đề. À kiểu dạng như vậy, tức là gì? Nếu bạn không biết học marketing nó bắt đầu từ đâu thì bài viết này dành cho bạn, kiểu dạng như vậy, tức là đọc thêm. Chắc hẳn khi bắt đầu tiếp cận làm quen với một chủ đề mới nào đó không hề dễ dàng nếu bạn là người đi trước hướng dẫn cho nếu bạn có người đi trước hướng dẫn cho các bạn thì sẽ sáng sủa hơn nhưng nếu bạn không có thì đừng lo lắng kiểu dạng như vậy tức là ôi rồi cái nội dung này Thầy làm viết đúng nỗi đau của mình rồi nó đúng đúng vấn đề của mình rồi thì khi đó người ta đọc thử vay người ta bảo là ôi thôi phải quyết định đọc bài viết này rồi thì chắc chắn là người ta sẽ nếu mà người ta đang có thời gian người ta sẽ đọc luôn còn nếu người ta không có thời gian thì người ta sẽ cố gắng đọc và trong hợp là người ta quá bận nữa thì như vậy người ta sẽ ok thôi để dành này, cái bài viết này mình sẽ đọc sau kiểu dạng như vậy đó thì đó chính là cái 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 tư duy của cái nội dung đó chính là các bạn sẽ phải học cho tốt cho mình cái phần này thứ nhất là phần tiêu đề thứ hai là phần nội, bố cục và thứ ba đó chính là phần mô tả phần mô tả nội dung các bạn là phần mô tả cho cái phần tiêu đề này đấy thì như vậy á cái bài viết các bạn đã rất hay hơn rất là nhiều rồi và như vậy á các bạn ờ chỉ cần là chưa cần để các bạn phải biết hay như này đâu các bạn chỉ cần cho mình tiêu đề tốt các bạn này xong rồi nội dung bố cục tốt vào thế xong rồi đến phần mô tả các bạn tốt vào là như vậy là bài content các bạn đã rất hay hơn rất nhiều rồi rồi thế xong rồi cuối cùng là là bắt đầu bạn sẽ phát triển ý từ trong đấy ra thì ý trong đấy ra bắt đầu bạn mới sử dụng được kỹ năng viết ok kỹ năng của bạn viết hay hơn thì người ta đọc sẽ thích nó nó cuốn hơn thôi còn lại kỹ năng của bạn không biết không hay nhưng mà người ta đọc vẫn đủ giá trị vẫn đủ các thứ linh tinh content thì mình vẫn đánh giá là một bài content marketing hay kiểu dạng như vậy đó thì đó chính là cái phần thứ nhất là phần tích phần nội dung rồi thứ hai đó chính là phần hình ảnh và phần video thì thường thường ấy là chúng ta làm cái phần hình ảnh trước chúng ta cái bài viết thì mình hôm nay mình tập trung vào bài viết nhiều hơn nhé mình sẽ không nói về phần hình ảnh à phần phần video nhé rồi Thế bây giờ này quay lại này bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện về sự tổng quan hơn rồi Đấy, đây là một vài bài kéo chơi chơi này, đấy, các bạn có thể tham khảo bài viết của mình và tham khảo nhiều bài viết chỗ khác nữa thì sau khi kiến thức của mình ấy, thì các bạn tham khảo, bạn dựa trên đấy bạn tham khảo thì nó sẽ vỡ ra các bạn nhiều hơn, vấn đề hơn rất nhiều, đấy thì các bạn vừa đảo qua, đây là mấy cái form này bạn mình làm cho mấy bạn cộng tác viên bạn đăng mà ở à, mấy bạn mấy bạn trong nhóm bạn chia sẻ thêm, rồi đấy thì các bạn nhìn này, ok đây là một cái nội dung mà mình viết mình dạo này hơi lười viết bài ngày trước mình rảnh bây giờ mình đi công tác đi họp nhiều quá mình không dám viết chia sẻ với các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy là À đầu tiên khi mà một người nào đó người ta đọc nội dung ấy thì người ta sẽ nhìn thấy thứ nhất đó chính là tiêu đề này công thức xây dựng thương hiệu cá nhân này thì các bạn nhìn thấy là à đây chủ đề các bạn quan tâm rồi ok thì chúng ta sẽ quan tâm nó sâu hơn Đấy. thế thì xong rồi bắt đầu bạn sẽ đọc ra những cái đầu mục cụ thể rồi ok đầu mục cụ thể rất rõ ràng rồi rồi với như vậy ok thì nội dung quá phù hợp rồi thế khi đó bạn, bạn hoặc là có gì có thể là gì thứ nhất là bạn đọc tiêu đề và thứ hai là đọc đến cái phần 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 cục như mình vừa nói và trường hợp thứ hai ấy, là bây giờ bao gồm cả cái hình ảnh hình ảnh luôn thì sau khi người đọc tiêu đề ấy, thì có thể người ta sẽ đọc sang đến phần hình ảnh luôn kiểu như vậy tức là gì là khi người ta đọc xong cái phần tiêu đề này thì người ta sẽ nhìn xuống hình ảnh luôn tức là hình ảnh là công thức xây dựng thương hiệu cá nhân nó có chữ mục tiêu có chữ xác thực có định vị có mạch truyện thì ngay tức các bạn nhìn thấy rằng a à, không cần phải đọc bất kể cái gì cả chỉ cần nhìn hình ảnh này thôi các bạn đã biết được là gì à cái nội dung này nó rất phù hợp với cả mình thì như vậy á, các bạn sẽ có tỷ lệ các bạn ở lại các bạn đọc bài viết này cao hơn rất là nhiều nếu mà các bạn đang quan tâm chủ đề này thực sự luôn kiểu dạng như vậy thì đó chính là phần tư đề tiêu đề hình ảnh thì bây giờ quay lại đó chính là gì cái hình ảnh này của các bạn này nó phải bổ trợ cho cái nội dung tiêu đề của các bạn tức là cái tiêu đề các bạn bạn nổ ra rằng là gì hãy trở thành cho chia sẻ các bạn ba bí kíp để bạn có thể trở thành một người viết content đỉnh cao hoặc là chia sẻ bạn năm cách để bạn trở thành một người viết content cực giỏi chỉ trong vòng 3 tháng thảo ra như vậy thì ngay tức người ta sẽ đá hình người ta nhìn xuống hình ảnh hình ảnh đây là có giải nó có lột tả ra điều đấy không nó có nó có giải thích ra điều đấy không hoặc là hình ảnh này nhìn nó cảm giác rằng bạn có phải thèm khát muốn cuốn hút và muốn thèm nó không kiểu dạng như vậy thì tức là gì cái hình ảnh này ấy, nó phải làm sao mà nó phải toát ra được nó phải bổ trợ cho phần tiêu đề và nó toát ra được cái nội dung mà mà khách hàng họ đang quan tâm họ đang muốn và họ đang cần nhìn ra nó vậy như vậy thì đó chính là cái tư duy về hình ảnh thì rất nhiều bạn khi mà các bạn viết ấy, các bạn thường hay bỏ qua cái phần hình ảnh này thì nó rất là lãng phí thì thì nếu mà các bạn có phần hình ảnh này á, thì cái cơ hội mà người ta ở lại với các bạn cao hơn rất là nhiều hay là mình sẽ ví dụ cho các bạn đó chính là giả sử như các bạn lướt youtube ấy. đấy thì khi mà các bạn lướt youtube này thì các bạn nhìn thấy này à, phần tiêu đề này đấy các bạn nhìn thấy phần tiêu đề tiêu đề tiêu đề tiêu đề này đấy thì tiêu đề nó sẽ cộng thêm một phần nữa đó chính là gì nó chính là phần phần hình ảnh. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đấy thì hình ảnh của hình ảnh nó sẽ gì? Nó sẽ là cái mà đây ví dụ này, ngay lập tức mình nhìn ra các bạn này là bạn Eric Thỏ này cũng bạn khá là nổi tiếng ở trong cái chia sẻ về marketing này. Ngay tức mình các bạn nhìn thấy không? Là những cái bên khác ấy, họ không phải làm dân mà làm marketing ấy thì cái hình ảnh của họ thường làm rất sơ sài và họ thường kiểu không không, không theo suốt cho nó. Thế nhưng mà đây là một bạn về làm về chia sẻ marketing này thì bạn ấy áp dụng rất rất bài rất bản chất cái kiến thức đấy, tức là gì? Bạn ấy có phần tiêu đề 5 chứng chỉ 5 chứng chỉ đẹp làm hồ sơ CV cho người Gen Z kiểu như vậy. Và ngay tức cái phần hình ảnh của bạn đấy, nó cũng giải quyết vấn đề đấy luôn, đó chính là chứng chỉ quốc tế xong rồi mấy cái kiểu dạng như là uh, tiếng anh các thứ viết tắt trông rất là nguy hiểm kiểu dạng như vậy thì tức là khách hàng họ đang cảm nhận được là cái hình ảnh này nó giải quyết được vấn đề của của cái người đọc và như vậy họ sẽ ấn vào đọc bài viết này cao hơn rất là nhiều đấy thì đó chính là cái tư duy hình ảnh nó giống như vậy á thì cái tư duy hình ảnh này có thể là gì các bạn có thể làm bài viết đang trên facebook các bạn có thể làm thăm leo ở trên youtube ở trên website trên bài viết hay tất cả đâu đó thì đó chính là cái tư duy hình ảnh của bài viết thì như vậy tổng quan lại là gì là cái thằng hình ảnh này và thằng text này hai thằng nó sẽ phải matching với nhau rất nhiều hơn rất là nhiều nó phải cần có sự kết nối với nhau và matching với nhau thì như vậy á cái bài content các bạn sẽ tự hay hơn rất nhiều rồi đấy thì mình hôm nay thì mình không có đá sâu vào phần kỹ năng viết tại vì bản chất ra mình cũng là một thằng viết ngu bỏ mẹ ăn được thế ra là mình dạy các bạn làm gì mình dạy các bạn về tư duy về chiến lược về nhiều cái hay ho hơn thôi còn còn nhiều kiến thức khác nữa liên quan đến sale liên quan đến tối ưu tìm kiếm các thứ tinh thì thì hôm nay thì cái phần này, phần kỹ thuật chắc là mình sẽ không chia sẻ các bạn thì mình chia sẻ các bạn ở những phần này thôi rồi, thứ hai đó chính là cái sự logic. À, mình vừa chia sẻ cho các bạn xong về sự logic thì hết 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 luôn là gì đó. Mình chia sẻ cho các bạn xong về sự logic rồi đấy. Tức là gì? Khi mà người ta nhìn sang phần text này hay người ta nhìn sang phần hình ảnh này, này, đấy thì người ta sẽ định nhìn vào đâu tiếp hoặc là người ta sẽ đọc cái gì thì đó chính là phần logic ấy. Thì nhiệm vụ các bạn đó chính là gì? Các bạn sẽ phải hiểu được cái yếu tố nào để khách hàng họ ở lại với các bạn và như vậy thì các bạn sẽ có nhiều người biết đến các bạn hơn à quên thì cái content của bạn nó sẽ đỉnh đang đỉnh cao hơn rất nhiều và thành công hơn rất nhiều trong tương lai thì đùa rồi thì mình đã chia sẻ với các bạn xong cái phần tối tối ưu content marketing rồi thì tối ưu content này thì mình chỉ nhấn mạnh cho các bạn đó chính là phần hai phần phần thứ nhất là phần text phần thứ hai là phần hình ảnh thì phần text ở đây đó chính là bao gồm kỹ năng viết và logic bố cục bài viết thì bố, bố cục bài viết thì bao gồm là tiêu đề này bố cục này và phần mô tả các bạn rất là quan trọng trải chuốt này sau đó đến phần thứ tư phần thứ năm thứ sáu là các bạn phát triển ý thì thôi mình không phần bàn đến nữa rồi còn đến phần hình ảnh này thì phần hình ảnh này nó phải bổ trợ được cho phần tiêu đề các bạn tức là nó phải bổ trợ cho phần hình ảnh này thì nó đây này, đây mình viết ra màu khác cho các bạn dễ nhìn phần hình ảnh này nó phải bổ trợ cho phần tiêu đề các bạn thì như vậy thì sao cuối ừ, cuối cùng là tất cả hai cái ông này nó muốn làm gì thì làm cuối cùng là sao cái bài viết này là sao phải có người đọc người đọc hoặc là gì đây có thể là video thì sao phải có người xem vân vân đấy còn thật ra thì khi mà làm ấy thì nó còn nhiều yếu tố khác nữa tức là các bạn sẽ phải nghiên cứu xem rằng cái chủ đề bài viết này các bạn định biết đấy có nhiều người muốn xem không hoặc là cái video này các bạn định làm ấy có nhiều người muốn xem không vân vân thì như vậy là nó cũng sẽ ok hơn rất nhiều rồi còn khi mà các bạn đã hoàn thiện bộ kỹ năng các bạn các bạn tối ưu những phần đấy thì các bạn sẽ thành công hơn rất, rất nhiều và ngon hơn rất nhiều kiểu dạng như vậy đó thì những cái kiến thức dầm dà thêm kia Thì ví dụ như là bài viết Cách nghiên cứu xem bài viết này Có nhiều người quan tâm không này Thì các bạn có thể tham khảo Từ cái video này của mình Tham khảo từ cái video này của mình Hoặc là ở trong khóa content marketing ấy Mình cũng đã có phân tích cho mọi người Cách xác định các chủ đề content marketing Mà các bạn sẽ uh, Sẽ gì nhở uh, Trong cái uh, Từ chối Giờ vào học gì nữa Rồi Thì uh, gì nhở Thì uh, các bạn có thể tham khảo Cái, cái video này này thì cái video này cũng hướng dẫn cho các bạn đây là nó hướng dẫn nghiên cứu thị trường nhưng bản chất nó cũng chính là nghiên cứu từ khóa đấy để xem các bạn sẽ tập trung vào từ khóa nào tức là các bạn biết là từ khóa nào mà có nhiều người quan tâm ấy thì cái bài viết của bạn sẽ tự nhiên nhiều người xem thôi xong rồi cộng với cả cái kỹ năng bài cái kỹ, kỹ, năng mềm của bạn tốt nữa thì chắc chắn là các bạn sẽ rất thành công trong tương lai kiểu dạng như vậy còn sau khi mà các bạn đã học xong à còn chi tiết hơn hoặc là hoặc là các bạn tìm hiểu xong ấy thì sâu hơn ấy, thì trong khóa content tinh gọi mình cũng đã có hướng dẫn cho các bạn rồi nó chỉ đơn giản như vậy thôi nó không phức tạp hơn đâu mình không có phải là mình làm màu để mình bán nó đâu nhưng mà bản chất nó chỉ như, như thế này thôi các bạn tìm hiểu đấy được rồi rồi thế thì thế thì sau khi mà các bạn có xong cái kiến thức này rồi ấy, thì bắt đầu là gì là các bạn giống hệt mình rồi các bạn chỉ cần trải nghiệm một tầm một tháng hai tháng là các bạn đã vỡ ra những điều này thì các bạn trình các bạn mình khẳng định luôn Chính các bạn bằng mình luôn mình mất 5 6 năm để mình tích lĩnh hội ra những yếu tố này thì mình các bạn chỉ mất sau khi mình chia sẻ các bạn các bạn chỉ mất 1 2 tháng thôi. Xong bây giờ các bạn nhiệm vụ các bạn đó chính là các bạn nghiên cứu áp dụng và như vậy các bạn đã thành công rồi và bây giờ ấy, đó chính là cuộc chiến của nội dung tức là ai thông minh hơn, ai sáng tạo hơn thì các bạn thắng. Tức là sau khi các bạn học xong nội dung rồi các bạn cũng có thể lao vào các bạn làm TikTok, các bạn lao vào bạn làm YouTube và các chủ đề các bạn có khi các bạn còn giỏi hơn mình rất là nhiều, các bạn sáng tạo giỏi hơn mình rất là nhiều thì khi đó các bạn thành công hơn mình rất là nhiều. Và không những vậy nhá, mình chia sẻ các bạn này. Đây là đây cũng là một trong học viên của mình này đây là bên Kenny Leo này, mình mình nhiều học viên giỏi lắm, mình dạy cho từ không có gì luôn ấy đấy thì bây giờ bạn ấy làm một cái kênh YouTube cũng đã rất phát triển rất là khủng khiếp rồi này, thì từ những kiến thức căn marketing căn bản mình dạy cho thôi, đấy thì bây giờ các bạn sẽ cần phải trải nghiệm các bạn lĩnh hội ra nhiều yếu tố thì các bạn bao các bạn lựa chọn nền tảng, các bạn thích viết blog, các bạn thích làm YouTube, các bạn thích làm TikTok hay là cái đấy là chủ đề các bạn thôi bản chất content nó chỉ như vậy, đấy thì chúng ta lựa chọn cái nền tảng nào chúng ta làm thì vậy là hết rồi, ok.